Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, anh chị này chúng ta sẽ học tiếp. Khéo biết thế đế, thắng nghĩa đế, tướng đế, sai biệt, thành lập đế, sự đế, sanh đế, tận đế và đạo đế. Nhận đến Như Lai vô ngại đế. Cái này thì hôm trước rồi chánh văn mình đã có giải thích rồi hết những 10 điều này rồi, mấy cái đế này. Quán đế như vậy, dầu vi diệu chưa được vô ngại thắng giải, do đây hay sanh thắng công đức cho nên vượt hơn thế trí huệ. Đã quán đế rồi, biết hữu vi, thể tánh hư dối không bền chắc, được phần từ quan của chư Phật, vì lợi ích chúng sanh cầu Phật trí. Quán hữu vi, thuở trước sau, vô minh tối tâm, ái ràng buộc, lưu chuyển xoắn xoay trong quả khổ, không ngã, không nhân, không thọ mạng. Ái thủ làm nhân thọ khổ sao, muốn tìm ngằn mé không thể được, mê vọng trôi chìm không thở về, bọn này đáng thương tôi phải độ. Đây lặp lại hết những cái đoạn trước về chánh văn á, tức là sau khi mà thấy được 10 nghĩa thế đế rồi thắng nghĩa đế vân vân, thì quán như vậy nó sẽ sanh cái công đức. Nhưng mà thực sự thì mình dùng cái từ quán theo cái nghĩa của mình, tức là mình đem cái tâm mình quan sát soi chiếu. Nhưng mà đối với các vị Bồ Tát ngũ địa thì những cái này là các vị thấy như thật, thấu suốt như thật, thấy đến mức độ tận cùng của nó, chứ không phải là quán sát giống như là cái suy nghiệm theo cái sự hiểu biết hoặc là căn cứ theo cái kinh nghiệm này nọ kia, là không phải. Mà trong cái thấy bình đẳng, trong cái thấy bình đẳng, trong cái thấy thấu suốt thì nó sẽ thông lưu hết tất cả những cái lý lý. Lý đế, thế đế, rồi thắng nghĩa đế, rồi tướng đế, sai việc đế, thành lập đế. Rồi hôm trước mình nói là nó tự động rõ thông. Nếu như mà trong tất cả những cái luận đế này á, mà chúng ta nói là mình gọi là mình hiểu đạo mà những điều này mình không biết á, không có thông á, thì biết rằng cái tuệ của mình á, nó chưa có đầy đủ. Dụng từ là cái tuệ giác chưa đầy đủ. Cho nên phải thấy được đúng như vậy á, và không có còn ngại bất kỳ một cái lý gì, thì tự động cái thắng trí của chúng ta, thắng trí giải thoát chúng ta đã hiện tiền. Và do vậy mà có được cái thắng công đức và vượt hơn tất cả những cái trí huệ của thế gian. Cái hữu vi và cái thể tánh hư dối không bình chắc, tức là cái đây thì thật sự lý luận nó cũng trở lại cái pháp thế gian, cái pháp hữu vi á, gọi là trở lại thôi, là vì muốn lý giải để thấy rằng cái trí tuệ của các bậc Bồ Tát nó thông suốt, không có bất kỳ một cái gì. Và nếu mà quán các pháp hữu vi để tánh nó không bền chắc thì nó cũng là một cái thấy rất là thường, mà cái người học đạo thông thường người ta có thể thấy được.
và có được cái trí huệ của chư Phật và lợi ích chúng sanh cầu Phật trí vân vân, thì những cái này đoạn trước chúng ta cũng đã học hết rồi đó. À, cái thấy chúng sanh bị gọi là chuyển xoắn xoay trong quả khổ, hồi trước mình nói tức là từ cái khổ này cái mình vượt qua đi, vượt qua cái là mình tiếp tục tiếp nối một cái khổ khác, rồi nó xoay trở một cái khổ khác, có nghĩa là cái khổ chúng ta ở trong cái đời sống đời thường đó, của một cái người chưa ngộ chân lý, nó cứ xoay chuyển, nó cứ luân chuyển, nó trở đi nó trở lại cũng chừng đó khổ không? Nội cái tiền thôi mà mình làm việc này á, mình bị khổ vì tiền, vì việc này làm việc kia mình bị khổ với tiền việc kia, đối xử với nhau ngay cả anh em cha mẹ bà con thân bằng quyến thuộc mình cũng bị khổ trong cái việc đó nữa, mà nó đâu có hết đâu, đúng không? Nếu còn tiếp tục gọi là cái gì qua lại về tiền bạc thì chúng ta vẫn tiếp tục có cái khổ sở trong đó, không ai mà thoát khỏi. Về tình cảm cũng vậy, con người đối xử với con người, nay đụng chuyện này khổ, mai đụng chuyện kia khổ, người kia đụng chuyện khác khổ, mà cứ lặp đi lặp lại cũng bao nhiêu chuyện đó, và chúng ta cứ khổ hoài. Thuận thảo nhau nói chuyện vui vẻ hết bữa, cảm giác là có thương, có mến gì gì đó, cái bữa nào họ đối nghịch mình cái mình cảm giác mình khổ, mình ăn không được, ngủ không được, và cứ như vậy mà nó cứ xoay chuyển. Thì như vậy là ở đây dụng từ là lưu chuyển xoắn khổ, xoay trong khổ, cái khổ này nó xoay vòng qua cái khổ khác, chúng ta không có thoát, gần như chúng ta không có lối thoát. Mà khi có lối thoát là chúng ta thấy đúng như thật thì mình thoát ra, còn thấy không đúng thì mình cũng là một cái dạng lẫn quẩn, lẫn quẩn này lẫn quẩn trở lại và cứ quay tới quay lui bao nhiêu cái khổ đó, chứ không bao giờ dứt được. Sự thật mọi cái thì nó không có ngã, nó không có nhơn. Đáng lý hãy thêm câu nữa, nó không có chúng sanh rồi mới không có thọ, nhưng mà ở đây không có ngã, không có nhơn, không có thọ, không có thọ mạng, không có thọ mạng. Sự thật thì không có cái này, nhưng mình lầm là có thọ mạng, cho nên có nghĩa là mình lầm có ngã, và lầm có ngã thì mình lầm có nhơn, và rõ ràng là chúng ta đang lẫn quẩn trong cái ngã nhơn chúng sanh và thọ giả, chứ gần như chúng ta không có cách nào thoát được. Ở đây có ai thoát được tứ tướng nữa không, gọi là ngã nhơn chúng sanh thọ giả? Cái này mình nói nhiều ở trong kinh Kim Cang á, nó nhiều cái tầng, nhiều cái tầng của tứ tướng nha. Nếu mà chúng ta học trên Kim Cang thật kỹ thì mình thấy rất là nhiều cái tầng. Thứ nhất là nói cái ngã là cái mình dưới ngầm ngầm mà cho mình là cái gì đó thì mình chưa có rõ ràng, đúng không? Thì vậy là mình suy nghĩ thì mình cho rằng là tôi suy nghĩ, hay là cái suy nghĩ này của tôi, đúng không? Thì cái suy nghĩ đã là gì? Đã là nhân với cái tôi rồi, tức là tôi suy nghĩ, hay là cái suy nghĩ là của tôi. Tôi thấy tôi nghĩ nè, tôi thấy tôi nhớ, tôi thấy tôi buồn, tôi thấy tôi thương, tôi thấy tôi giận, tôi thấy tôi ghét. Đó là tương đối tỉnh đó nha. Còn không, mình hòa nhập vô luôn là mình buồn, tôi buồn, tôi thương, tôi giận, tôi ghét, là coi như là mình đã nhập cuộc rồi đó, đó là nhập cuộc. Nhưng mà sự thật cái buồn đang bị mình thấy, đang bị mình biết. Thì vậy là cái buồn là nhân, mà cái thấy, cái biết buồn là ngã. Ngã là cái gì thì không biết, nhưng buồn là tôi biết á, đúng không? Tôi vui tôi biết á, tôi giận tôi biết á, thì buồn, thương, giận, ghét là cái bị biết, tức nó là nhân. Thì bây giờ là mình khởi cái tâm ganh tị, ganh ghét lên, cái là mình cảm giác mình bất an, đúng không? Khi mà mình thấy mình bất an do khởi cái tâm ganh tị, ganh ghét, cho nên mình trừ khử cái bất an, ganh tị, ganh ghét đó, cái mình yên, cái mình được yên, thì gọi là cái gì? Trong lúc mà mình trừ
À, trong lúc ngã với nhân nè, bây giờ mình trừ nó hết á thì mình cảm thấy mình vui, mà mình trừ nó không hết thì mình cảm giác mình buồn. Nội cái mà trừ ý niệm thôi, chứ nói gì xa, đúng không? Bây giờ cái niệm khởi lên, cái mình dằn xuống được, mình ngưng dứt được, thì cái niệm này là cái gì? Niệm này là nhân với mình. Rồi ở lúc đó, nó sẽ bớt đi, hoặc là cái lúc nó hết luôn. À, thì cái mà trong lúc mà mình trừ ý niệm thì nó lại có gì? Có sinh ra một cái gì đó trong lúc mình đang làm, gọi là chúng sanh. Và kết quả của cái sanh ra được hay là mất thì mình được thì mình vui, không được mình buồn, thì cái đó gọi là thọ giả. Đó, những cái chuyện mà nó lẩn quẩn ở trong tâm của mình đó. Rồi tới cái thân này thôi, cái thân này ví dụ nha. Cái thân này là của mình, vì mình thấy mình biết nó mà. Thì cái thân này là nhân chứ không phải thân này là ngã. Nhưng khi mình hiểu lầm đó, thì mình thấy cái thân này là mình, thì thân này trở thành ngã. Nhưng mà thân này là cái bị mình thấy, thân cái bị mình biết, mà cái tai bị mình thấy mình biết, cái đầu này bị mình thấy mình biết, đúng không? Tất cả sinh hoạt của thân bị mình thấy mình biết. Thì vì là cái thân là nhân chứ cái thân không phải là ngã. Tất cả những cái suy nghĩ bị mình thấy mình biết, thì cái suy nghĩ của mình, cái buồn thương giận ghét mình là nhân chứ nó không phải là ngã. Thì vậy là thân và tâm của mình là nhân chứ nó không phải là ngã. Nhưng mà lâu nay mình nghĩ cái thân là mình, là mình đã nhận lầm, đúng không? Thân này là không phải của mình, thân là ngã đang bị mình biết, đang bị cái ngã biết. Cái ngã là cái gì thì mình chưa có nhận ra cái ngã là cái gì. Nhưng mà bây giờ mình nói là cái này là cái tai của tôi, hay là cái tai này là tôi? Tai này tai của tôi, cho nên tôi điều khiển, tôi đưa lên đưa xuống được. Cái đầu tôi lắc qua lắc lại, điều khiển cái đầu được, thì cái đầu và cái tai đang bị tôi thấy, đang bị tôi biết và đang bị tôi điều khiển. Bây giờ tôi muốn suy nghĩ hay là tôi muốn không suy nghĩ là quyền của tôi, đúng không? Thì vậy là mình đã làm chủ cái sự suy nghĩ của mình, để mình có thể khởi niệm hoặc là mình không khởi niệm. Thì cái niệm đó là cái gì? Là nhân, là đối tượng, là ngã sở chứ không phải là ngã. Vậy là thân tâm này là ngã sở, là được ở đây được, trong tứ tướng được gọi là nhân. Nếu mà mình thấy được như vậy là mình nhẹ lắm rồi đó. Nhưng mình bao giờ mình thấy mình đủ tỉnh để mình thấy được cái thân này là của tôi đâu. Bây giờ tôi nhức đầu quá, hay là cái đầu của tôi nhức quá? Hai cái nhìn nhận nó khác nhau. Tôi đau cái tay này quá, hay là cái tay của tôi đau quá? Tay tôi đau hay là tôi đau tay? Bây giờ nếu mình hỏi thực lại, hỏi một cách rất là nghiêm túc lại, thì mình sẽ thấy rằng cái tay của tôi đau chứ không phải là tôi đau. Rõ ràng à, cái ý niệm này nó đang nghĩ chuyện quá khứ, đang nghĩ chuyện vị lai, được tôi thấy. Nhưng mà mình nói là tôi nghĩ thế này, chứ không bao giờ là cái suy nghĩ của tôi thế này hết. Đúng không? Chúng ta không đủ bình tĩnh đó. Thì như vậy là ngay cái mà nhận ra tứ tướng á, ở sâu cạn mình nhận không nổi. Rồi ví dụ như bây giờ tâm mình yên, không có động niệm, thì mình cảm giác là mình yên chứ không phải là cái tâm của mình yên. Bây giờ mình được định, là mình nhập định, có cái định để mình giữ, mình trụ cái yên đó, có nghĩa là mình trụ định đi, ví dụ vậy. Hay cái định đó là mình? Nếu là cái định là mình đó, thì nó không mất. Nhưng mà cái mà bị, thứ nhất là bị mình thấy, cái thứ hai bị mình biết, cái thứ ba là nó không có tồn tại, tức là nó có, nó mất. Cái mà nó có, nó mất, cái đó không phải là mình. Mình nói là cái kia, mình nói sát sát lại một chút á. Thì như là trong tứ tướng chúng ta phải nhìn sâu hơn, chứ không có thể nhìn ngã nhân là mình với người nữa. Hiểu không? Bây giờ có một người đối diện với mình thì mình là ngã, người ta là nhân, thì đó là bên ngoài quá rồi, đó là bên ngoài. Đối với cảnh mình bị mình thấy, bị mình nghe, đó là bên ngoài quá rồi. Bây giờ mình đang nói tới cái
mà mình từ lâu nay mình lầm lẫn, mình cho cái thân này là mình. Đó là một sự lầm lẫn. Nhưng mà thực sự cái thân không phải là mình. Tỉnh chút thôi là mình thấy cái thân này là của mình. Tỉnh chút thôi là mình thấy cái suy nghĩ này là của mình, chứ không phải là mình suy nghĩ mà suy nghĩ này là của mình. Cái suy nghĩ đang bị mình thấy, cái suy nghĩ đang bị mình biết. Thì mình là cái gì? Đương nhiên là mình chưa có rõ mình là cái gì. Nhưng mà cái gì xảy ra ở thân tâm mình đều biết nó hết, đúng không? Như bây giờ cái thân này là của tôi, cái miệng này là của tôi, cái lưỡi này là của tôi. Đó, bây giờ là tới bữa ăn, tôi ăn cơm. Trong lúc ăn cơm thì ăn được đồ ngon, ăn được đồ dở, đúng không? Ăn món này mình thích, món kia mình không thích. Có nghĩa là gì? Lúc đang ăn thì cái ngon hoặc là cái dở nó sẽ sanh là cái thọ khổ hoặc là thọ vui. Làm một việc, mình nói một câu mà người ta nghe, người ta chấp nhận, người ta hiểu thì mình cảm giác mình vui. Mình nói một câu người ta không hiểu, mình cảm giác mình buồn. Mình làm cái gì ai khen thì mình vui, ai không khen thì mình buồn. Có nghĩa là gì? Mà cái việc mình là tay chân này nè ha, với cái tâm suy nghĩ của mình làm một việc, thì là cái việc mà mình đang làm nó trở thành nhân, mà mình là ngã. Ngã là bây giờ là cái tay của mình, ngã là cái thân của mình, và mình làm thì được gọi là ngã. Ví dụ bây giờ nói chuyện tu đi, mình là cái gì thì mình không biết, nhưng mình niệm A Di Đà Phật, đúng không? Thì A Di Đà Phật là cái gì? Là nhân. Đó là cái pháp mình tu mà, thì nó là nhân. Mình hít vào, mình thở ra, mình đếm sổ tức, thì cái pháp mà mình đang tu nó là nhân. Còn mình là ngã. Mà có ngã, có nhân thì sẽ có chúng sanh. Ví dụ niệm Phật bữa nay là nhất tâm, nó không có loạn động thì mình vui. Mà niệm Phật hoài không được nhất tâm thì mình buồn. Bây giờ ví dụ như mình niệm mình được nhất tâm bữa nay, mình thấy mình yên ổn, mình an lạc, mình nhẹ nhàng, cái mình vui. Cái qua thời ngày mai mình niệm không có được như bữa nay, cái mình buồn. Cứ mình lẫn quẩn trong đó đó, đúng không? Thì vậy là cái việc làm gì cũng có mặt cái ngã hết á. Mà có ngã từ cái tầng sâu ở trong á, cái ngã nó không phải là thân tâm. Cho tới cái thô bên ngoài á, ngã nó trở thành thân tâm. Thân tâm là ngã, nó có hai cái rõ ràng, hai cái tầng rõ ràng chúng ta phải thấy. Nhưng ai thấy cái ngã nó không phải là thân tâm á, thì cái thấy tương đối sâu. Còn thấy ngã này là thân tâm là cái thấy nó đã mù mịt rồi, nó ra bên ngoài. Và cái quan niệm mà đời thường thì thân này là mình, chứ không có thể nào là của mình được hết. Không có học đạo thì không ai thấy nổi cái thân này là của mình. Ngay cả những người học đạo như mình, ngay cả những người đang tu như mình, một chút bất chợt thì mình thấy là ôi cha tôi đau răng quá. Đúng không? Nhưng không phải, cái răng của tôi nó đau. Tôi đau cái đầu quá. Nhưng mà thật sự không phải cái đầu của tôi nó đau. Đây là sự thật. Mặc dù mình chưa có nhận được cái ngã là cái gì, nhưng mà mình vẫn lầm lẫn. Cho tới giờ phút này tôi nói đây là một cái sự thật đang nhầm lẫn của tất cả chúng ta. Mình chưa có biện biệt rõ là cái ngã của tôi là cái gì một cách tường tận. Đây là một cái mà tôi nói nhiều, nói rất là nhiều. Tại vì ấy, nếu như cái này mà mình không minh định được là mình không đi vào công phu được. Không bao giờ đi sâu vào thiền định được. Cho nên học thiền hồi trước mình nói là cái điều căn bản thứ nhất là phải biện biệt được là căn, trần và thức, đúng không? Thức của căn nó khác với cái ý thức, tức là thức của cái nhãn thức á, nó khác với ý thức. Cái nhĩ thức nó khác với lại ý thức, tỷ thức nó cũng khác, tức là ở nơi lục thức nó thực sự là khác với ý thức. Và chính điều này mình phải nhận ra. Và nếu như người nào nhận ra được cái nhãn thức và cái ý thức nó khác nhau là một cái tầng tương đối sâu về mặt trí tuệ,
Và như vậy khi chúng ta ngồi thiền thì việc gì xảy ra là nó đúng. Ví dụ như bây giờ mình đang nhắm mắt lại, mình đang hít thở, đang giữ tâm yên, cái mình nghe tiếng chim kêu đó, tiếng chim kêu đó. Thì bây giờ nếu như mà mình ở trong tâm của mình khẳng định đó là tiếng chim kêu thì là cho chúng ta rớt tới đâu rồi? Rớt chúng ta ý thức đó. Ý thức nó mới khẳng định, hiểu không? Mà rớt xuống ý thức có nghĩa là một chuyện rất là dài nha, chứ không phải là bình thường vừa nghe là chúng ta nhận định tiếng chim là vậy là thôi. Đâu có đơn giản như vậy đâu, không có đơn giản như vậy. Hằng hà sa số những tiếng động mà chúng ta đã từng nghe trong nhiều đời nhiều kiếp sinh tử của mình, và trong tất cả những cái âm vang, những cái âm thanh, những cái tiếng động mà mình đã từng nghe và đã được ai đó khẳng định cái tiếng đó là tiếng gì, thì bây giờ chúng ta nghe một tiếng giống như vậy, chúng ta liền có cái kết luận. Mà không có liền đâu, không có liền, không có đơn giản là liền đâu. Nếu mà nó liền thì không có cái gì để bàn. Đằng này nó không có liền, nhưng mà tại vì mình thấy không có hết cái chuyện. Tiếng rẹt rẹt đó là cái gì? Thì bắt đầu là chúng ta nghe cái tiếng đó đó. Nghe cái tiếng đó thì cái mạt na thức bắt đầu khuấy đảo trong cái chủng tử mà chúng ta đã từng quân tập nhiều đời nhiều kiếp, nó đem ra. Mà nó rất là nhanh, nó thải cả nùi ra như vậy đó. Thì ý thức nó chớp được cái này, nó trùng khớp cho tới 100%. Thì nó mới dừng lại và nó mới chấp nhận, nó mới đặt lại cái tên là tiếng chét đó là của con chim kêu. Chứ không có đơn giản là chúng ta vừa nghe là biết nó tiếng chim. Thì mình quá đơn giản đi, và con người ta cứ đơn giản vậy, cứ nghĩ là mình hiểu biết rồi. Mình thấy đây, mình thấy là hoa là mình đã là cái người hiểu biết, cái kia là cái bàn, cái tủ, cái ghế, thế là mình đã là cái người hiểu biết rồi. Mình gặp một người bạn, mình liền nhớ tới cái tên đó là mình là người hiểu biết rồi, đúng không? Xin thưa, không có đơn giản, đơn giản vậy thì mình không có khổ. Nhưng mà cái chuyện xà nuôi ở trong đó mình không thấy, mình chỉ thấy là qua tiếng động đó mình biết nó là tiếng gì. Thì như vậy là tôi nói là nó rớt xuống tầng ý thức là rớt xuống hàng ngàn, hàng vạn lớp rồi, thì ý thức nó mới khẳng định đó là tiếng chim. Chứ còn trong cái lúc mà căn và trần tiếp xúc với nhau á, thì nó không giữ nguyên vị trí của nó. Nếu nó giữ nguyên vị trí của nó, chỉ là đơn giản là căn với trần, mắt thấy hình sắc là cái gì cũng thấy. Và cái gì cũng thấy nếu không có dữ liệu trước, nếu không có dữ liệu trước thì là chỉ là hình sắc. Mà nó chưa có cả cái dữ liệu hình sắc, nó vẫn chưa luôn á. Chứ là danh nó không có, tướng cũng không luôn. Nó không có tướng đâu, nó không có tướng tròn, tướng vuông, tướng dài, tướng dẹp, tướng gì đâu. Là cái tướng là không có. Nó là nó, chứ nó chưa có tướng, nó chưa có danh gì, mình không có dữ liệu. Và nó tên gì mình cũng không có dữ liệu. Mình không có dữ liệu cho nên mình thấy là ngay cái thấy đó của căn và trần thôi. Thì lúc đó cái nhãn thức nó hiện ra. Nó hiện ra thì nó phân biệt là giữa mình. Cái sâu hơn, cái sâu ở trong nữa đó là cái ý căn á. Chỗ này là ý căn. Ý căn nó thấy được, nó nhận biết được là mình đang thấy. Ví dụ như bây giờ mình nghe mà mình không biết cái gì luôn á ha. Nghe là chỉ nghe thôi, mình không biết cái gì thêm á. Mình không có biết cái gì nữa, không biết cái âm thanh này là ai nói luôn. Tức là chưa tới âm thanh này là ông thầy nói, mà nó chỉ là tiếng động cũng như bao nhiêu tiếng động khác. Và tất cả tiếng động chúng ta đều nghe. Thì lúc đó cái sâu nhất của mình là ý căn. Nó nhận biết là
là mình đang nghe. Ý căn thì nó là dựng lập ngã chấp nè, cho nên là tôi thấy cái thân tôi biết cái tâm tôi, và bây giờ tôi biết tôi đang nghe. Hiểu không? Cái biết đang nghe nó vẫn là ý căn. Ý căn nó sâu ý thức một lớp, tức là thằng này là thằng dựng lập ngã chấp. Không có ý căn thì mình không khẳng định mình là ai. Hiểu chưa? Bây giờ mình là cái tai hay là mình là cái đầu thì ý căn nó nhận biết được. Nhưng mà rõ ràng ý căn nó cũng biết là cái tai này không phải là mình, và cái đầu nó không phải là mình. Mình là ý căn. Mình là ý căn. Ý vậy là lúc mình đang nghe như vậy thì cái đầu tiên để có thể đi vào sự khẳng định á là ý căn. Ý căn bắt đầu nó dựng bản ngã lên và nó thấy mình khác với duyên cảnh. Hiểu không? Bây giờ tự nhiên mình không phải là cái người mình đang thấy. Thằng ý căn là thằng đầu tiên nó sẽ dựng cái này lên là mình thấy mình khác người. Thì cái này nó chưa phải là ý thức. Nó chưa phải là ý thức. À, tại sao mình khác? À, cái khác này là cái gì? À, thì bắt đầu ý căn nó mới lấy hết dữ liệu ở trong kia ra. Lấy hết dữ liệu trong kia ra, cái gì mà nó giống như cái này. Thứ nhất là cái màu gì nó giống. À, cái này màu vàng giống nè. Màu vàng. Và khi mà nó lôi hết dữ liệu trong ký ức ra để nó trả lời là cái mình đang thấy là màu vàng. Mặc dù mình không hỏi nó là màu gì đâu, nhưng mà nó tự làm việc, nó tự làm việc. Nó sẽ môi hết những cái chủng tử thức ra, nó sẽ đặt cho thằng này cái màu vàng cái đã. Rồi đó là nó tiếp tục nó làm việc nữa. Cái này trên là hoa. Rồi nó làm việc hồi nữa thì cái này là hoa cúc. Nói chưa? Rồi nó làm việc một hồi nữa, hoa cúc, hoa tulip, rồi hoa thọ. Thằng nào đẹp hơn nào? Hiểu không? Thì nó đem một hồi ra nó so sánh thì cái mà mình khẳng định thằng này đẹp hơn thằng kia thì cái vốn đẹp đó đã có học hồi kiếp nào thì mình không biết. Bây giờ nó đem ra rõ ràng là tất cả những cái thằng này không so được với cái thằng đẹp của mình đã chấp nhận cách đây hàng tỷ tỷ kiếp gì đó không biết. Hồi nào thì mình không biết. Nhưng bây giờ là nó sẽ từ chối tất cả những cái này. Nó chỉ còn chấp nhận một cái hoa tulip là đẹp nhất thôi. Còn hoa cúc, hoa thọ thường lắm. Mà cái thường này và cái đẹp nhất là ở đâu ra? Cũng là ở trong mình nó trào, những chủng tử nó trào ra, nó lấy này nó so kia. Và hồi xưa rõ ràng là mình chấp nhận cái hoa này giá trị hơn và nó đẹp hơn, vì cái màu nó rực rỡ hơn, nó sáng chói hơn, cái gì nó hơn. Cho tới cuối cùng được kết luận là hoa này đẹp hơn. Có nghĩa là được đóng dấu. Có nghĩa là gì? Là ý thức đã thực sự chấp nhận. Rồi, nếu là ý thức chấp nhận thì nó sẽ thành cái chủng tử tiếp để đó. 80 tỷ kiếp sau gặp lại thì nó cũng là đẹp nhất nữa. Nhưng mình không biết nó đẹp nhất từ đâu. Mình không biết. Nhưng mà nó vẫn làm việc để cái thằng này lại đẹp nhất. Nếu như mai kia mốt nọ có một người hiểu biết đứng ra phân tích cái hoa này nó không bằng cái hoa kia, mà mình nghe mình hợp lý, mình chấp nhận, ok thì đóng mộc để đó. Thì vậy là qua đời sau mình gặp hai loại hoa này thì tulip nó sẽ xuống hàng hơn, là tại vì hồi đời trước cái thằng cha uy tín kia, thằng cha phân tích là hoa cúc đẹp hơn hoa tulip. Thì vậy là cái đẹp cái xấu nó ở chỗ nào? Đó là mình đặt vấn đề lại, cái đẹp cái xấu ở chỗ nào? Ở chỗ mình đã quân tập chủng tử và chấp nhận chủng tử đó là đẹp. Một lần đã chấp nhận nó là đẹp thì họ khó có ai mà cãi, không ai cãi được. Và không ai đúng bằng cái lần mình chấp nhận đầu tiên. Ví dụ như hồi sáng mình nói á, mình nói cái vụ mà con gà và cái trứng á. Tôi nói một cách chính xác, tôi lặp lại cái cách lập luận của tôi. Vậy tôi đang nói chuyện ở cái hiện tiền, hiểu chưa? Thì tôi dùng cái từ là ngay khi con gà đẻ
thì con gà có trước cái trứng. Ngay khi cái trứng nó nở thì cái trứng nó trước con gà. Tôi đã nói chuyện ngay khi đó, có nghĩa là tôi nói chuyện vừa đạo lý và vừa hiện thực. Nhưng có một sư cô đây không chấp nhận, nói là đó là con học triết, ông thầy con hỏi là cái trứng ở đâu và con gà ở đâu nó hay hơn của thầy. Tôi nói ừ thì hay, tại vì cổ hồi xưa cổ học vậy, cổ thấy nó hay rồi, bây giờ ông thầy có nói kiểu gì ông thầy cũng dở hơn thầy của cổ, hiểu chưa? Cổ lý luận như vậy để cổ thấy rằng hồi xưa cổ học hay hơn tôi nói. Tôi nói thì đúng nghĩ rồi, tức là hồi xưa nếu mà cô thấy cái đó dở thì bây giờ cô không có cãi. Ý mình muốn nói vậy, tại vì bao nhiêu cái chủng tử nghiệp thức mình đã quân tập cái đó là số một rồi. Và trần gian này không có cái hàng nào bằng được. Cho nên bây giờ có ông trời xuống đây, ông Phật xuống đây mà nói cái điều đó, bảo đảm cổ cũng cãi luôn, là tại vì hồi xưa cổ mê ông thầy triết đó quá, ông thầy triết đó là số một. Đúng không? Hồi xưa giờ trong đời chưa từng thấy cái gì hay hơn câu đó, và câu đó thành số một. Cho nên bây giờ ai có nói cỡ gì cũng cãi, là vì mình đã quân tập. Cho nên giữa cái đẹp và cái xấu là nó không có nằm ở một cái gọi là cái gì, gọi là nhất định nó đẹp, nó mãi mãi là đẹp với chính mình, không có đâu. Một mai kia sẽ có một người khác lý luận hay hơn, và cái hay này sẽ được mình chấp nhận, và từ đó thì sau là cái kia nó sẽ thành số 2. Còn nếu như cả đời mình mà không nghe ai nói, và bây giờ mình không có thể chấp nhận được, mình chưa vượt thoát cái kiến thức cũ, mình vẫn thấy kiến thức cũ của mình là số 1, thì trời xuống đây mà đỡ. Trong khi mà nói chuyện đạo lý, mình đang nói tới cái chuyện cái hiện thực hiện tiền về con gà và cái trứng, đúng không? Là mình đang nói chuyện này, nhưng mà cổ vẫn không chấp nhận tôi đúng. Tại vì ông thầy triết của cổ nổi tiếng hơn tôi. Nói kiểu đó vậy đó. Và hồi xưa cổ đã từng học với ông thầy đó, và cái điều đó cổ đã quân quá sâu rồi. Cho nên bây giờ nói chuyện đạo lý nó không phải với cái cổ đã quân tập, cho nên cổ chê cái này là không trúng. Thì cũng phải chịu thôi chứ giờ cãi lộn sao? Đó là sự thật. Thật ra là khi mà mình nói một cái chuyện là nó đẹp hay là nó xấu, rõ ràng cái đẹp của mình nó không phải là cái đẹp của người khác. Cái tốt của mình nó cũng không phải là cái tốt của người kia, trừ khi nó là chân lý. Và đã là chân lý rồi á, thì nó không bao giờ bị người ta bẻ gãy. Ví dụ tôi trở lại cái chuyện, tôi dùng cái từ là ngay khi con gà đẻ, nghe chưa? Tôi không nói chuyện khác à. Tôi đang nói tới cái chuyện hiện thực hiện tiền. Đối với đạo là phải nói chuyện hiện tiền, chứ không nói chuyện bá dơ bá láp. Hỏi con gà đâu, trứng đâu là bá dơ bá láp, nó không phải là cái người hiện thực. Tôi nói dùng cái từ luôn đó là ngay khi con gà đẻ thì con gà có trước cái trứng. Ngay khi cái trứng nở thì cái trứng có trước con gà. Tôi nói rất là rõ ràng trong lập luận của tôi. Sau đó là không cần tính à. Tại vì sao con gà nó được nở ra nhưng mà nó thành gà trống, nó không có đẻ. Đúng không? Cái trứng nó được đẻ ra nhưng mà nó thú quắc, nó không nở thành con. Thì không thể nói là con gà, cái trứng nó thúi nó không nở thì cái trứng không thể trước con gà, đúng không? Con gà trở thành gà trống không đẻ thì con gà không thể nói có trước cái trứng. Mà mình nói chuyện rất thực tế là ngay khi đó, tôi nói chuyện rất rõ ràng hồi sáng là tôi nói là ngay khi con gà đẻ à. Chứ tôi đâu có nói chuyện khác đâu. Thì vậy là cái lập luận của mình, tại muốn nói tới cái hiện thực của đạo là nói chuyện ngay như thực tại đó đó, thì nó mới ra vấn đề, chứ còn chậm một chút là nó đã lệch. Thì như vậy mình trở lại với cái chuyện cái hoa này. Bây giờ hoa này là đẹp là quá khứ. Có nghĩa là mình nhìn một người đẹp, mình nhìn đó hoa đẹp, mình nhìn một cảnh đẹp là mình đã nhìn lại những chủng tử nghiệp thức của quá khứ, chứ mình không bao giờ nhìn được cái hiện thực hiện tiền. Cái hiện thực hiện tiền nó không có đẹp và xấu. Cho nên ai đánh giá một cái điều gì tốt xấu thì phải nói là mình đang ôn lại kiến thức của chính mình. Không có cái chuẩn mực của tốt xấu. Chuẩn mực đó là do mình quân tập. Cái áo đó hồi xưa là mình đã từng nghe chị, anh, bà, con, cô bác mình nói cái kiểu áo đó là xấu. Và bây giờ mình thấy, mình cũng thấy nó xấu. Nhưng tự nhiên có người khen nó đẹp. Cãi không? Cãi 8 ngày chưa hết, bảo đảm luôn. Không có lý luận khác được. Tôi, thầy tôi, nè chị tôi, anh tôi, gia đình tôi, dòng họ, cô bác tôi đều thấy cái này là xấu. Mà tự nhiên có thằng cha bá dơ là vô nói cái này cũng đẹp à. Không chịu được thì cãi thôi. Cãi là gì? Là vì sự huân tập của mình không giống với sự huân tập của người này. Đơn giản là như vậy.
Cho nên là không thể dùng cái chuẩn nào trên trần gian để nói là cái này là tốt, cái kia là xấu, cái này là đúng, cái kia là sai. Không có chuyện này. Nó chỉ là do sự huân tập riêng của từng người đó, được gọi là cái nghiệp á, chủng tử riêng của mình, chủng tử riêng của mình. Cho nên nếu mà mình học đạo cho kỹ thì mình không dám, không cãi lộn được. Nếu mà học cho kỹ là không cãi nhau được. Thì người ta nói ra mình biết rõ ràng là họ huân tập chừng đó à. Và nếu muốn thay đổi được họ thì bây giờ cái gì? Phải thay đổi được cái kiến thức mà họ đã huân tập á, thì mới thay đổi được đời sống của họ. Cho nên tại sao mà cái người đó cứ sám hối, rồi mai sám hối, rồi mốt sám hối, bữa kia sám hối, và gần như cả đời nói chuyện ra là để xin lỗi và sám hối thôi. Không thay đổi được. Không thay đổi được tại vì họ đang bực bội, họ đang ghét người khác, họ đang không có ưa người khác mà kêu họ phải nói lời ngọt ngào là họ nói không được. Mà cái bực á thì nó ở đâu? Nó có đầy ở trong tâm của mình á, mình đã quân tập quá nhiều cái sự bực bội, quá nhiều cái sự đau thương, tức tối cái gì đó mình thấy mình cũng tức, mình không có ưa cái gì hết á. Vì sao vậy? Vì nó không đem lại cái lợi ích gì cho mình. Khi mà mình ngọt ngào với ai đó, mình hiền diệu với ai đó là bên sau đó nó có cái gì đó, đúng không? Nhưng mà bây giờ là nó tới với mình mà nó không có được cái lợi gì hết, mà cứ hao hoài, thì mình còn niềm nở nổi không? Cứ mỗi lần tới là xin tiền, mỗi lần tới là nhờ vả, mỗi lần tới xin tiền nhờ vả, xin tiền nhờ vả, xin tiền nhờ vả hoài cả đời. Mấy ai có thể niềm nở tới hết đời này, nói tôi nghe thử coi. Một lần, hai lần thì lịch sự được, tới lần thứ ba, thứ tư là khiếu trọ rồi. Gì tới mà cứ xin hoài, đúng không? Như lần lần cái mình quân tập một lần, hai lần, ba lần, năm lần, bảy lượt về cái sự khó chịu này, thì nó sẽ dẫn tới hành động, lời nói nó sẽ trào ra. Mình sẽ chửi mắng nặng nhẹ đủ thứ là do mình đã bắt đầu mình nuôi nấng cái điều này lâu quá rồi. Bây giờ ví dụ nha, một cái gì, một cái nồi đi, ví dụ một cái nồi, trong đó họ chứa nước nóng, chứa than đang cháy, và một nồi chứa nước lạnh, thì nó sẽ bốc khói gì ra? Hoặc là chúng ta rờ vô chúng ta sẽ biết liền, đúng không? Nếu nó chứa nước nóng thì chúng ta sẽ rờ vô nó sẽ có gì? Có nóng, đúng không? Chứa nước lạnh chúng ta rờ vô nó sẽ lạnh. Có nghĩa là ở nơi mình cái gì thì mình sẽ xì cái đó ra. Không thể khác được đâu, không thể khác được. Cho nên chúng ta đừng có ngồi đây chúng ta đánh giá người khác tốt hay là xấu. Họ chưa chắc họ nhìn, họ công nhận mình. Bây giờ thử hỏi đi, có một đứa nó thiệt là dở. Mình nói chuyện với nó cái mình chơi nó, mình nói chuyện nó mình chơi nó, nói chuyện cái mình chơi nó, đúng không? Hồi nó cự lại mình không? Bảo đảm là nó chứ cự mình, cha nó cũng cự nữa. Ông chưa chắc ông trúng rồi ông chơi tôi. Đấy là một sự thật. Tại vì nó đã quân tập cái đó, nó đang thấy đúng. Mình quân tập cái khác, mình thấy nó làm không đúng với cái của mình, cái mình chơi, đúng không? Nhưng mà thực sự là hai cái quân tập này nó đang khác nhau. Khó lắm, khó có cái chuyện hòa hợp. Trừ trường hợp là thấy đúng chân lý thì mới nói cái chuyện phù hợp thôi. Còn lúc mà chúng ta chưa thấy đúng chân lý là gần như kiến thức quân tập của mỗi người mỗi khác. Cha con cũng vậy, vợ chồng cũng vậy, bạn bè cũng vậy. Đừng có nói tri kỷ, tri âm, không có tri kỷ đời này. Giả bộ nói vậy thôi, tức là tạm gác qua cái chuyện riêng của mình. Mình chấp nhận người kia gác chuyện riêng chấp nhận mình. Đó là cái lúc mà gọi là cái thuận duyên của hai người nó còn. Nhưng mà cái nhân quả thuận của hai người nó còn. Thì vậy là người này còn chấp nhận người kia. Nhưng đến một cái lúc là cái nhân quả nghịch của mình bắt đầu nó cũng tới. Cho nên mình nhìn thấy là người kia nó lệch lạc từng chút. Mới đầu thì nó không có phải là sai, nhưng mà tôi thấy anh hình như nó không có trúng rồi. Hình như thôi. Lâu lâu thấy là cái này thật sự là không trúng rồi đó. Và lâu một chút nữa là nó sai hoàn toàn. Lâu một chút nữa là mình hết chấp nhận nhau. Thì lúc đó là lúc gì? Lúc đó là lúc hai người đã bắt đầu quân tập hai hướng, không còn đồng với nhau nữa. Mà không phải do quân tập, mà lúc đó là cái nghiệp, mình dùng cái từ cái nghiệp hay là nói là cái chủng tử cũ của mình á,
cái đoạn nhân quả này, cái chủng tử của mình nó nổi lên khác với cái người bên cạnh. Cha con, vợ chồng, anh em, bạn bè đều là như thế. Thì lúc đó thì sao? Đơn giản là đừng có chọi lộn bằng cái miệng nữa. Nói ra bảo đảm sẽ cãi, là tại vì bây giờ cái nghiệp hai người nó nổi lên khác rồi. Và đừng có hòng mà có thể chấp nhận nhau. Vì cái lúc này nha, tức là cái đoạn nghiệp này, mặc dù trước kia mình đã từng ân nghĩa với nhau và cứ nghĩ là cái giai đoạn mà thuận nghiệp của hai người á, ở đây tôi dùng cái từ chính xác là cái thuận nghiệp của hai người, cái tức là cái nhân quả mà nó thuận á, thì kiểu gì cũng chấp nhận nhau hết á. Nhưng đến khi mà cái nhân quả mà nó đối kháng với nhau á, đời người mà không có cái một chiều một hướng đâu. Hồi xưa giờ rõ ràng là mình làm thiện mình cũng làm khúc rồi à, chứ mình không có làm thiện xuyên suốt liên tục. Có nghĩa là cái thiện căn thiện nghiệp mình không tương tục trong nhiều đời nhiều kiếp. Và người kia cũng vậy, huân tập thiện căn thiện nghiệp cũng không tương tục. Và giữa mình với họ nhiều kiếp gặp nhau, không phải là nói lời ngọt ngào với nhau suốt kiếp. Có lúc cũng cự cãi với nhau. Và lúc cự cãi với nhau là lúc gì? Lúc kiến thức của mình, nghiệp báo của mình, nói theo kiểu đạo Phật nhưng mà nói là ký ức quân tập là đúng nhất. Bao nhiêu cái ký ức quân tập của mình, khúc này nè, khúc nhân quả này nó nổi ra à, nó không có giống người này, không giống thì không có gắn lại được đâu. Cho nên hai vợ chồng đã nói ly dị rồi là ký giấy chứ khỏi cần bàn. Tại vì không thể hòa hợp lại được, không có thể. Một cái chuyện rất là đơn giản là trước kia cái gì cũng có thể tha thứ nhau, là gì? Đừng có nói là do hồi xưa gì là thương nhau quá, cái gì cũng tha thứ, bây giờ hết thương rồi không tha thứ. Không phải là hết thương, mà là nghiệp báo đối kháng nó hiện ra luôn nữa. Nghiệp báo đối kháng là gì? Là tất cả những chủng tử quân tập không có giống nhau. Không giống nhau thì đỡ à, đúng không? Không giống nhau thì nó sẽ đỡ cự cãi và có thể nhịn nhục nhau được một chút. Nhưng mà nó đối nghịch với nhau, kiến thức với kiến thức nó đối nghịch với nhau, thì không thể nhìn nhau bình thường được đâu. Mặc dầu đó là ân nhân của mình không thể nhìn họ bình thường được nữa. Thì lúc này lượng nói lên gì trong đạo Phật, nó là nghiệp nó nổi lên rồi, nghiệp báo nó nổi lên rồi. Giả sử trong ngàn kiếp mà lỡ tạo nghiệp không mất, nhân duyên đầy đủ, nhân duyên hội ngộ thì quả báo hoàng tự thọ. Không mất. Cho nên tại sao mà bạn bè nói giết nhau? Vì sự huân tập của nó trong nhiều kiếp. Mình phải thấy cái này để mình không có nên gọi là lỡ mình bị cái gì đó, mình không có nên gọi là thù hằn trở lại, oán ghét trở lại. Tại quá hiểu rồi. Cái đoạn đó nó quân tập cái đó và nó chỉ hành động và nói chuyện đó thôi, chứ nó không cách nào nói khác và hành động khác được, thưa quý vị. Nếu mình hiểu sâu về nghiệp báo và chủng tử sinh tử ha, thì lúc nó nói cái chuyện này á, đừng nói là tôi sẽ thay đổi người này. Dạ thưa, không có đâu. Không dễ gì thay đổi được đâu, trừ trường hợp nó xài hết cái đó. Tức là cái đoạn đó nó ngắn, hiểu không? Nó chỉ 5-3 ngày nó khởi cái chủng tử đó lên thôi, và nó sẽ chuyển qua một cái khác. Thì lúc đó mình lợi, mình khuyên can, mình thế này thế kia để mình làm thay đổi cái thấy, cái nhìn rồi của nó, cái nó hết đi cái oán ghét, ví dụ vậy. Cái mình nói tôi thuyết phục được bạn của tôi. Dạ thưa, không có đâu. Nó hết vốn đó rồi, chứ nó còn là nó còn xài tiếp 8.000 năm nữa, chứ đừng có nói giỡn mà không có khuyên được. Không có khuyên được, đừng có nghĩ là mình sẽ khuyên được, mình sẽ thay đổi được người đó, là một sự hiểu lầm. Trừ, tôi nói là trừ, có một cái dấu trừ. Dấu trừ thật là lớn là người đó thực sự có đức. Và cái đức của họ lấn át được cái nghiệp tập của đương sự. Mà cái điều này hiếm có trong đời lắm. Hiếm lắm, không có dễ gì mà làm được cái chuyện này đâu. Tôi nói là chỉ trừ những cái bậc có đức.
chứ không có đức, không có cái lực, tức là về trí tuệ, về lòng từ không đủ lớn để có thể ngăn cái nghiệp của nó, thì nó vẫn tiếp diễn làm chuyện đó. Trời có đánh nó cũng làm, chứ đừng có nói là ông thầy, ông cha gì cản, không có chuyện đó đâu. Đừng có bao giờ mà nghĩ rằng mình có thể thay đổi được người khác là một sự hiểu lầm. Kinh nghiệm quá rồi. Mình tiếp xúc rất là nhiều người, và hồi xưa phải dùng cái từ là quá tự tin. Quá tự tin để có thể là mình dùng cái đức, dùng cái tình, tất cả mọi cái, dùng cái đạo luôn nữa để mình có thể chuyển người khác. Nhưng mà khi tiếp cận cả chục năm rồi, nó lại tiếp tục làm cái việc của nó chứ không thay đổi được. Bất quá là nó che, nó chắn để cho mình không có thấy được là ý đồ nó muốn làm cái gì thôi, chứ không thể thay đổi được, thưa quý vị. Quý vị nghiệm lại đi. Và như vậy nó sẽ bớt phiền cái đầu. Tôi dùng cái từ là bớt phiền cái đầu. Cho nên rõ ràng khi tôi nghe người này tốt, người kia xấu á, thì phải nói thiệt là tôi không có để tâm. Tại vì tôi hiểu quá mà. Họ quân tập kiểu đó, họ nhiêu vốn đó, nhiêu tiền đó, họ xài nhiêu chứ. Kêu họ xài tiền khác, họ xài không có được. Kêu họ xài cách khác, họ xài không được. Lấy đâu xài? Không có quân cái chủng tử đó thì lấy đâu mà xài? Cho nên họ đang xài cái vốn của họ, không thể nào thay đổi được. Trừ trường hợp họ hết vốn, hết hết cái số đó rồi. Có nghĩa là chủng tử quân tập chỉ có chừng đó thôi, mấy năm nó hết thì nó bắt đầu xài cái chủng tử mới. Thì cái chủng tử đó có khi là cái đoạn đó là cái đoạn học đạo. Tại vì xài mấy cái chuyện rắc rối cũng bị khổ gì dữ lắm rồi, cũng bị đọa đài dữ lắm rồi, bắt đầu mới chuyển qua học đạo. Và như vậy thì nó tiếp nối giữa cái đoạn ác và đoạn thiện tới của mình á. Thì đừng có nói là người đó do là hồi tâm chuyển ý. Nghe cái kiểu thế gian nó hay dễ sợ đúng không? Nhưng mà sự thật nó không phải, không có hồi cái gì hết trơn, không hồi cái kỹ gì, nó không còn chủng tử ác nữa. Thì kêu nó giết người nó không có giết được. Bây giờ bắt đầu chủng tử thiện nó khởi lên, nó tự động nó niệm Phật. Thì vậy là sẽ có thông tin là một thằng ăn cướp đi tu, là ảnh hồi tâm chuyển ý do sự cải hóa của xã hội thế này thế kia. Nghe nó hay dễ sợ luôn á. Dạ thưa, không có chuyện đó đâu, hiểu lầm với nhau hết đó. Thật ra cái chuyện tốt, chuyện xấu, người này thay đổi, người kia thay đổi đó, là rõ ràng là do sự quân tập. Cho nên bây giờ, đó, bây giờ mới nói tới cái chuyện phải sống như thế nào. Đó, mình phải đặt câu hỏi ra, cái chuyện cũ là không bàn nữa nha. Chuyện cũ dứt khoát là nó phải tới theo từng đoạn nhân quả. Chuyện đó mình không bàn nữa. Và nó sẽ tới. Thì như vậy là bây giờ là cái đoạn thiện nghiệp chúng ta đang đối diện, đang tiếp xúc, đang học hỏi, đang ở trong môi trường đó. Thì làm sao để cho thiện căn thiện nghiệp của mình trở thành một cái dấu ấn tâm linh thật sự sâu. Ở đây tôi dùng từ là dấu ấn tâm linh. Chứ kiểu học đạo nghe rồi là thôi, kiểu quý vị là không thành dấu ấn đâu. Nó chỉ là sự huân tập, mà huân tập vạn dạng miên man mong manh ở bề ngoài. Còn thực sự mình bị chấn động với đạo lý thì nó mới tạo thành dấu ấn của tâm linh. Và từ cái dấu ấn này nó sẽ cắt cái đoạn nghiệp báo lăng nhăng cũ kỹ của mình đó, được gọi là cắt, như một lưỡi dao cắt một cái dòng bánh xe như vậy. Và không còn có ác nghiệp xảy ra nơi tâm nữa, bắt đầu nó khởi cái thiện nghiệp. Từ khi mà mình bị dấu ấn của tâm linh này nè. Tại đây là một điều cực kỳ khó khăn của cái việc học đạo. Nếu như bây giờ chúng ta ngồi học đạo, chúng ta không có nghiệp gì che chắn phía trước, thì gần như tất cả đạo lý đều rất là sáng tỏ nơi tâm của mình. Nghe gì mình hiểu đó, mà hiểu đúng luôn, hiểu chính xác luôn. Nhưng bây giờ mình có cái nghiệp nó đen tối khởi lên, mình ghét cái ông thầy đó, không ưa, cho nên ngồi chờ cái ông nói sai cái gì thôi à. Suốt một buổi giảng bảo đảm cái gì là nó đó, thấy không, câu đó đó đó, câu đó nói sai đó. Là nó chỉ chờ như đó thôi, không bao giờ nó biết ông thầy nói cái gì. Không biết ông nói gì kệ ai, ông kệ ông, nhưng mà ông nói sai là tôi bắt ông á. Và họ chỉ chờ đợi chừng đó thôi. Đây là sự thật của người học đạo.
không phải một người đâu mà hằng hà sa số những người như vậy. Cho nên đó là hồi trước hình như là giảng bản kinh Kim Cang, tôi nói là cái thái độ học đạo của mình đó, tức là mình chuẩn bị cái tâm tư, cái tình cảm của mình đối với dòng pháp, đối với đạo lý, đối với ông thầy thì mình mới khả năng tiếp thu được. Còn mình không có chuẩn bị tốt, ví dụ như bây giờ nha, đơn giản thôi á, không tin hỏi mấy thầy mấy sư cô đang có đây viết liền. Mấy ngày trước nghe sư phụ giảng hay lắm, nhưng mà bữa ông sư phụ ổng chửi một cái rồi từ đó là sao nghe ổng giảng không được nữa. Hỏi có phải không? Nghe hết vô rồi, không biết sao kỳ á. Kiểu gì đó, kiểu gì đó. Cho nên nó thực sự mà tôi nói đi nói lại hoài là sao? Tại vì cái người mà có thể nghe được cái dòng pháp nào mà chấp nhận một cách tuyệt đối với dòng pháp đó thì ít lắm là đã chấp nhận nó cách đây cả trăm đời rồi. Nó cái sự quân tập nó liên tục đời này và kiếp nọ, cứ nghe là chấp nhận, nghe là hiểu, nghe là chấp nhận, nghe là hiểu, nghe là thực hành được. Ví dụ như đó thì nó sẽ quân tập cái thiện nghiệp đó cả trăm đời rồi. Thì bây giờ nghe mới có thể vỡ lẽ, chứ không là khó. Thì không có xuyên thủng được cái lớp mà chủng tử mình đã quân tập trước đây. Đây là cái điều rất là đáng nói. Tại vì khó lắm, rất là khó để có thể thay đổi cái nhìn của một con người. Một đời này mình không thay đổi đâu. Tại vì đời này mình hiện cái nghiệp lên rồi. Cái thân tướng mình như vậy, cái tâm tư mình như vậy, là mình hành xử như vậy rất là khó. Nhưng nếu như cái thiện căn thiện nghiệp mình có đó, khi mình nghe cái gì nó hay hơn là mình chấp nhận nó, tức là người thông minh là người có thể tiếp thu cái việc mới một cách trọn vẹn. Người không thông minh nghe cái mới sẽ bị gì? Bị so sánh và sẽ chống đối. Cho nên khi mình nghe mình không hiểu, có nghĩa là lúc đó mình đang so sánh và mình đang chống đối, mình không chấp nhận, hiểu không? Chứ ai cũng như ai hết đó. Tại vì tôi lo cái kiến thức cũ của tôi đang ngồi nghe ổng nhưng mà không có giống với cái cũ của mình, cho nên không có chấp nhận. Không có giống, nó không có giống, nó mới quá, nó lạ quá, nó không có đúng với cái gì mà mình đã biết từ xưa giờ hết đó. Những cái mình đã từng biết là mình đã chấp nhận một cách toàn tuyệt đó. Nhưng cái mới này là không có ghi được một chút dấu ấn nào nơi tâm của mình cả. Và như vậy là khi mà chúng ta học đạo mà không ghi được dấu ấn, có nghĩa là thiện căn thiện nghiệp và đạo lý đó chúng ta làm sao? Mỏng, mỏng, dễ vỡ lắm. Ai mà có một cái tác động gì là mình có thể mình buông liền ngay tại chỗ. Không có theo học thầy đó nữa, không có tu với ổng nữa, không có theo dòng pháp đó nữa, vân vân. Tức là mỏng quá, thiện căn thiện nghiệp của mình mỏng quá, dễ vỡ quá. Mình huân tập cái kia nó dày quá rồi. Cho nên chúng ta nói cái điều này để chi? Để mình có thể nghiệm lại trong đời sống, mà tất cả những điều này là những điều chúng ta thường gặp nhất. Mình không phải nói để mình gọi là thông cảm với người khác, nhưng mà ít nhiều thì mình cũng hiểu được cái người mà mình đối diện là ai. Hiểu không? Họ quân tập, họ đang có nhiều vốn đó để họ xài, chứ còn mình lấy của đó ra cũng không có được đâu. Kêu họ dẹp bỏ đó đi, đó xấu lắm, đừng có làm nữa, không có được đó. Họ không có cái gì hay hơn thì họ không bao giờ thay đổi. Không qua cái cua nghiệp báo đó nổi. Cho nên là nhiều khi mình thấy họ sai bữa nay rồi mai họ sai, ngày kia họ sai, họ cứ sai hoài, mình cũng ngồi mình nghiệm lại, ủa sao cái chuyện có chút xíu họ không đổi được ta. Nhưng mà nhìn nghiệm kỹ lại người đó không có thể nào đổi được, họ không đổi khác được. Bây giờ mình phải dạy kêu họ lại Phật, rồi kêu họ phải là sám hối đủ thứ điều. Nhưng mà chuyện lại Phật sám hối chưa đủ lực để có thể lấn át cái nghiệp kia, thì cái kia nó vẫn nổi lên. Lực tu chưa đủ để có thể gọi là ngăn chặn cái nghiệp báo cũ, gọi là công phu của mình nó vẫn còn mỏng. Thật ra tôi nói là khi nào mà chúng ta học Phật Pháp mà chúng ta bị sự tác động sâu tới hành ẩm cái điều này là về điều mình nói hồi xưa rồi đó. Tất cả những cái nghe bây giờ mình hiểu, mình gật đầu, nó chỉ là màn ngoài của tưởng ấm, chỉ là kiến thức này
Giống như kiến thức quyển sách mình học, giống như kiến thức mình đã nghe, giống như kiến thức mình đã quân tập, tất cả đều giống nhau hết. Nhưng mà tác động sâu tới hành ấm là một sự chấn động thực sự, nó vượt qua khỏi cái tưởng ấm. Thì từ đó nó bắt đầu nó thành cái lực. Cái lực giống như giờ mình cũng vẫn hiểu vô thường, giảng vô thường mình hiểu, mình chấp nhận, mà đụng chuyện mình vẫn buồn, vẫn khổ. Thì cái hiểu này nè, cái hiểu này với cái nghiệp mà gọi là chấp trước của mình cũ, nó hiểu này nó không có đủ. Cho nên chuyện xảy ra là mình sẽ buồn, chứ không thể nào nói là thôi đừng có buồn, chuyện gì nó cũng qua rồi. Nói là tôi biết chứ sao tôi không biết, nhưng mà buồn vẫn phải buồn. Nhiều người có trả lời vậy không? Biết chứ sao không biết, nhưng mà buồn vẫn phải buồn. Thì vậy là cái biết của mình nó mỏng hơn cái chủng tử buồn đã được quân tập cũ kia. Thật ra chính như vậy mà mình phải biết cách để mình phải nói là ngay từ bây giờ chúng ta phải huân tập được cái thiện căn thiện nghiệp đủ lớn để có thể lấn át được cái ác nghiệp cũ cái đã. Tôi dùng từ là lấn át hoặc là che chắn, đừng cho cái ác nghiệp nó khởi lên. Mặc dù mình tu tứ chánh cần là nghiệp ác chưa khởi thì ngăn không cho nó khởi, nghiệp ác khởi rồi là trừ diệt, không có cho nó tiếp tục. Nghiệp thiện chưa khởi thì phải cho nó khởi, nghiệp thiện có khởi rồi thì cố gắng phải làm cho nghiệp thiện càng ngày càng lớn hơn. Ví dụ vậy, học tứ chánh cần là ai cũng học, nhưng mà ngăn nổi không? Hỏi lại một câu, ngăn nổi không? Đó là thực tế. Ngày nào mình ngăn không nổi chứng tỏ rằng thiện căn thiện nghiệp chúng ta còn mỏng. Ngày nào mình ngăn được có nghĩa là thiện căn thiện nghiệp chúng ta dày, có nghĩa là chúng ta quân tu đủ lực để có thể ngăn ngừa được, khắc chế được những cái nghiệp báo không hay xảy ra trong cuộc đời của mình. Thì tới lúc đó là mình mới thấy rằng là cái lực của tâm, cái lực của cái việc tu nó khác với trước kia. Người có tu nó khác. Lúc đó là mình mới thấy được cái công lực của người có tu và cái người không tu. Khi xảy ra một sự việc, quý vị sẽ nhìn cái cách xử trí của họ và chúng ta nhận định là người này có tu nè. Ví dụ nha, nghe một cái chuyện của người khác xấu, tức là ví dụ nghe trước kia, trước đây tôi nghe một thầy ổng giảng, ổng công kích đại thừa, thì thầy này nói câu này, thầy này nói câu kia, và tôi cũng thoáng có cái nghĩ cái câu mà ngựa non háo đá, thì sau đó tôi sám hối mà tôi không có nói ra. Vì sau đó mình nói là gì, họ ngậm trong miệng cái gì thì họ khà cái hơi đó chứ không có thể nào khác được. Cái nghĩ của mình vậy, tức là mình hiểu được cái chuyện rồi. Thì vậy là tôi nghĩ cái câu ngựa non háo đá thì có một vị khác cũng nhận định cái ông thầy này là ngựa non háo đá. Hiểu không? Mình mới bật cười. Tôi nói nếu như trước kia là tôi sẽ nói cái câu như thầy nói vậy đó, nhưng bây giờ tôi thấy khác. Tôi thấy khác, không thấy giống. Ông không thể nào nói câu khác được. Tại vì thầy ổng đã học như vậy và đã dạy cho ổng như vậy. Ổng tuyệt đối tin ông thầy của ổng, hiểu không? Và ổng cũng đã sống lẫn quẩn trong cái số kiến thức đó, chứ ổng có cái gì khác đâu. Kêu ổng nói khác, lấy gì ổng nói? Không thể nói khác được. Cho nên bây giờ phải làm sao? Mà dạy được ông thầy của ổng, để ông thầy ổng dạy ổng. Rồi đó, tại vì ông tin ông thầy ổng chứ chưa chắc ông tin mình. Mà mình làm gì để đủ sức thuyết phục ông thầy ổng thay đổi cái nhìn? Một người tu nguyên thủy mà kêu coi trọng đại thừa là không bao giờ có. Mà muốn thay đổi cái này thay đổi cỡ nào? Thì nó không phải là không được, nhưng mà nên đối diện để nói ra mọi vấn đề thực hư đúng sai, cao thấp sâu cạn của nó, để mình có một cái nhìn tổng thể về đạo Phật ở một cái chiều nào đó, lợi ích hoặc là không lợi ích, lợi ích đông hay là lợi ích cá nhân, lợi ích tông phái hay là lợi ích của đạo Phật. Đó, mình phải môi cho ra được vấn đề đó thì mới được giải quyết ở sâu cái gốc kia kìa, ở gốc là sư phụ. Chứ còn cái ông đệ tử này là có nhốt ổng đi nữa, có nhồi sọ ổng đi nữa, ổng cũng thấy cái chuyện cũ là trúng à, khó có thể thay đổi được. Cho nên khi mà mình học đạo lâu rồi mà
nếu mình có một cái hiểu về cái sự huân tập của chủng tử á, thì thiệt là người ta nói có nhiều khi họ nói rất là sai, mình cũng phải ngồi nghe. Mình nghiệm lại là người này khó thay đổi, nó khôi cãi chi cho nó mệt. trường hợp là mình thấy có thể nói được với người này vì cái kiến giải họ bị lệch và cái lệch này nó mong manh á, có thể xô dẹp được. Còn họ quân tập vậy hả, 8.000 kiếp sau chưa chắc là họ thay đổi, chứ đừng nói đời này, thì làm gì chuyển họ được, khó lắm. Cho nên đó là hiểu mà đó, phải thấy được các vị Bồ Tát, các vị thấy á, thấy tới về nhân quả nghiệp báo, cái sự quân tập chủng tử của mình đời này như thế này, đời kia như thế kia, thấy rõ, rất rõ. Và như vậy thì nương theo nghiệp của họ mà gì, chuyển đổi. Có nghĩa là thay vì xe chạy thẳng sụp phố thì bẻ cho chạy lệch lệch một chút để tránh. Và họ cũng vẫn phải đi tới kiểu đó, mình bẻ từ từ. Và như vậy là không phải một đời đâu thưa quý vị. Bây giờ thấy rõ là không thể một đời, khó lắm. Thì có những người mà phải dùng cái từ là mình cũng tâm huyết để mà đào tạo, chuyển hóa, nhưng mà cuối cùng phải xin thưa thiệt, tới giờ phút này tôi hoàn toàn thất bại. Không thay đổi được họ. Họ thấy nhá nhá lên rồi, rồi cũng xuống hố đó, mà tới nó lôi lên là cực dữ lắm luôn. Rồi cuối cùng họ cũng sụp hố trở lại. Họ lẩn quẩn trong cái đống nghiệp báo của họ, không cách nào lôi họ ra khỏi. Không phải dễ kéo một cái người ra khỏi cái gọi là cái dũng bùng nghiệp báo của họ. Khó lắm. Thì cho nên là một đời mà thay đổi được một người thì mình nhìn đó, mình thấy là ông thầy đó hay. Dạ thưa, không có hay miếng nào hết, ổng cực tới 1001 đời rồi, đời này không có chuyển được người này. Không có đơn giản gặp nhau thay đổi đâu quý vị, đừng có tưởng. Hồi xưa tôi máu lắm, giờ tôi nghĩ là cái thấy cái biết của mình nói một cái là có thể thay đổi được người ta, nhận định một cái này là nói cái này là thay đổi, nói cái kia là thay đổi. Trời ơi, cuối cùng nó đâu phải như vậy đâu. Không có dễ. Hồi đó mình cứ nghĩ thiền tông đập một cái là ngộ đúng không? Hăng lắm. Hồi mình thấy được sự thật mình hăng lắm. Tôi nói cái câu mà hồi năm 1987 đó, tôi nói là cái kiến thức này nha, mà tôi chẻ cái đầu người ta mà tôi nhét vô được để người ta hết khổ tôi cũng làm nữa. Tại vì nó thiệt quý vị, vượt thoát một cái rồi mọi chuyện nó tuôn đổ hết, mình không còn dính mắc, không còn khổ đau, không còn cái gì hết, nó sướng dữ lắm, không có diễn tả được bằng ngôn ngữ người phàm. Mà bây giờ mình những cái chuyện mà người ta khổ nó thiệt là tình luôn á, nó không có cái gì để có thể khổ được mà người ta lại khổ. Mình thấy mình khó chịu lắm. Mà tôi nói chỉ cần thay đổi cái nhìn đó thôi, tức là nhìn như vậy để mình thành người khác. Mà tới giờ này hơn 30 năm rồi có giải quyết được cho ai đâu. Đi không biết là bao nhiêu nơi, bao nhiêu nước, tìm không biết, gặp không biết bao nhiêu người. Nhưng mà để có thể chuyển hóa được cho ai đó thì thực sự tới giờ phút này tôi nói là thực sự rất rất là khó khăn. Đây là phải nói thật á. Cuối năm rồi. Cái gì cũng nói, đúng không? Nếu mà nói về đạo lý để mà có thể giảng dạy, nói sâu, nói cạn á hả, là tôi dám hứa là cũng khó có người nói nhiều như tôi. Phải nói thật như vậy. Ai mà nghe từ đầu tới cuối những cái văn tôi giảng đi, để có thể tu chứng là bây giờ quý vị nhắm mắt quý vị cũng có thể tu đủ luôn rồi đó, khỏi cần phải học thêm một buổi nào luôn á. Nhưng mà thay đổi được ai? Nhìn rõ ràng là không phải thay đổi được. Đừng nói là thấy đông vậy là tưởng là hay. Không có, xin thưa là em chưa có thấy ai hay. Hãy thay đổi được đâu. Có thay đổi cái gì? Thật ra là tôi mất rất là nhiều đêm. Những cái chuyện này tôi đang nói đây là tôi mất rất là nhiều đêm, nhiều ngày. Tôi theo dõi, tôi nói sao kỳ vậy ta. Tôi cứ sao kỳ vậy ta, sao kỳ vậy ta hoài luôn á. Có chuyện gì mà không thay đổi được là sao? Chuyện đó mình nói rồi mà, thậm chí là mình đã lặp đi lặp lại rồi nhưng mà họ vẫn không bao giờ thay đổi. Thì mình hiểu ra rõ ràng là
cái vốn này còn nhiều lắm. Xài chưa hết. Cái quân tập đó họ xài chưa hết, họ còn xài tới mấy kiếp nữa lận. Thì để chịu thôi. Thì nhìn cho họ xài thôi chứ giờ làm sao vậy. Cho nên đó, đây là những cái thật, rất thật ở trong cái đời sống tu hành nha. Chúng ta lâu nay chúng ta màu mè với nhau nhiều quá. Phải nói như vậy. Đạo Phật khi mà nói trở lại sự thật, đây là những cái phải nói là những cái rất là tâm quyết mà tôi đã mất rất là nhiều năm tháng suy tư về cái đời sống tu hành của tăng ni và Phật tử. Mặc dù mình có rất là nhiều cái cách thức, có nhiều cái cách lý luận. Ví dụ như trước đây mình lý luận về cái mà không quan trọng á, thấy chưa? Không chuẩn bị và không quan trọng, trước đây mình có nói trong cái Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp, tôi nói rõ cái đó lắm. Rồi tôi thỉnh thoảng tôi nghe lại á, tôi nói cái gì mà sao người ta không ngộ ta? Tôi cũng thắc mắc là sao người ta không ngộ. Bây giờ mới hiểu ra lý do là không thể ngộ. Không có thể ngộ được. Rồi có những cái chuyện mà mình phải nói là rút ruột, rút ren thật sự luôn á. Cứ nghĩ rằng là mình sẽ nói hết tất cả những điều cần nói, ai đó nghe được, hiểu được và hành trì được thì phước của họ. Và chỉ mong chờ những người có duyên như vậy. Có duyên như vậy có nghĩa là gì? Là họ đã từng tu tập với cái dòng pháp này. Còn không có là chịu đi, không có là chịu đi. Cho nên cái việc tu hành nó thay đổi một con người, phải nói là tới giờ phút này tôi thấy rõ là rất khó, rất khó. Họ chỉ đến chùa vì mục đích đó thôi, là suốt cuộc đời này không thay đổi được họ. Không có làm gì thay đổi hết, cư xử kiểu gì họ cũng không thay đổi hết. Mình nhìn rõ ràng trong nhiều năm họ không có một miếng nào thay đổi hết. Một miếng thay đổi cũng không có luôn. Đạo lý không thể dính vào với họ được. Mà tôi nói cái từ chơi chơi, tôi dùng cái từ là cái gì? Không có thấm tương trao được. Mà mặc nhiều cái lớp áo giáp quá, tương trao không có thấm được. Cái ăn, cái nói, cái đi, cái đứng, cái ngồi, cái nằm, cái sinh hoạt của họ không có dính cái mùi tương trao nào hết á. Và có khi cả một cái đời người đó tôi theo dõi, họ rõ ràng là không có thấm. Thì hồi xưa mình phải dùng cái từ là mình hơi trách người ta. Mình nhìn vậy mình buồn lắm, nhìn một cái người tu 5 năm, 7 năm còn nguyên đó mình buồn lắm. Nhưng bây giờ thấy nó tới cái chuyện như thế này rồi là mình cũng không buồn được. Họ chưa xài hết vốn của họ thì không chuyển được nha. Cho nên là phải gọi dùng từ là gì? Các vị tổ thấy tới cơ duyên chín mùi mới khai thị. Hồi xưa tôi nghe cái từ chín mùi, thầy không khai thị thì cũng tự rụng. Đó là sự thật, hồi xưa tôi đã có lý luận này rồi. Tôi nói thầy đợi chín mùi thầy mới khai thị, thầy đâu có cần thầy khai thị đâu, nó ra nó mùi rồi thế nào nó cũng rụng à. Cho nên đi dốc cục đá té cũng rụng, quét rác cũng rụng, ví dụ vậy đó, thì cái chuyện chín mùi sẽ rụng. Và hồi đó tôi rất là khó chịu ở cái câu nói này. Tôi nói tại sao cái lực của ông thầy không có dẹt nổi cái nghiệp báo của người ta để có thể mà nhồi nhét đạo lý vào trong đó được. Hồi đó tôi có cái máu này lắm. Tôi nghĩ là tôi sẽ làm được cho ai trong cuộc đời này. Và tôi nhớ tôi kể một câu chuyện mà câu chuyện nó chuyện có thật á. Bây giờ cái cô bạn còn sống còn cô kia tôi không biết ở đâu. Một lần mà tôi ép cổ giọt ra tôi thấy rõ luôn. Tức là hồi đó mình làm được một lần là mình hy vọng là mình sẽ làm được với ai đó nữa, phải không? Cô đó kia vừa bị thất tình vừa bị thất tiền. Có nghĩa là bị gạt tình và gọi là cạn kiệt, khánh kiệt tài sản luôn. Buồn quá là mấy lần cắt cái động mạch tay để tự vận rồi. Thì cô bạn cũng hiểu đạo lý sâu lắm.
cổ đã từng nhập thất, cổ tu theo thiền, cổ tu theo mật tông đủ hết rồi, người bạn thân, cho nên cổ kè cổ sống để cổ giữ cái mạng cô này cho tới ngày cổ yêu cầu tôi giúp. Thì lúc đó tôi với một thầy tài xế với khoảng 3 người nữa nói chuyện với cô này. Tôi hỏi những câu hỏi mà tôi trấn cổ tới cái mức mà cổ không còn có thể trả lời được cái chuyện đang khổ đó. Có nghĩa là nhấn tới cái tầng rất là sâu của khổ. Tôi nói một câu cổ vọt ra xin lỗi quý vị là tôi không phải ảo tưởng, tôi rất là bình tĩnh mà tôi thấy cái nhà đó rung rinh luôn á. Và 5 người ngồi cùng đều thấy như vậy. Thì rõ ràng là cái mặt cổ sáng rực, cổ thay đổi. Thì cái cô bạn thấy cổ đang trong cái tình trạng mà giống như vượt ra, vọt ra cái phiền muộn rồi á. Thì cổ hơi đờ người một tí á. Thì trong cái khoảng đời người, cô bạn mới dỗ dai nói em gán em nghe lời thầy để em hiểu thầy, em gán bỏ những cái chuyện cũ rồi nọ để đừng có khổ như lâu nay nữa. Thì chỉ say là chỉ nói ủa có dính gì đâu khổ. Liền khi đó là thay đổi liền đó. Và nói những cái câu mà không còn dính mắc rồi đủ thứ chuyện trên đời, là tôi nghĩ là trong đời tôi được thành công. Và có một cái lời khuyên ngay tại chỗ đó là cô về cô nên thứ nhất là lại Phật sám hối với những cái nghiệp cũ của mình, thứ hai là lại tạ ơn Phật để mình nhận được cái này, tại vì này không phải là do công phu của cô. Nếu cô tu mà cô tới đây thì nó có thể còn tồn tại, còn là lo do cái lực ép để cô có thể tới chỗ này thì nó sẽ bị mất nếu cô không có đủ cái tâm thành. Cô nói giữa mình với Phật có cái gì cao hơn cái gì thấp hơn đâu mà phải lại tới cái mức đó luôn á. Có nghĩa là vọt tới cái kiến giải bình đẳng tuyệt đối, thông lưu tuyệt đối này nọ kia. Tôi nói đương nhiên là giữa mình, cái thấy của mình với Phật nó không khác, nhưng mà cái huân tu của mình với Phật nó khác. Không có đức thì không giữ được cái phẩm hạnh, liệu mà làm. Thì cô sống tự do tự tại đi thuyết pháp, trời ơi nói chuyện cũng đông người nghe ghê gớm luôn, có tin không? Một thời gian người nghe tự giận trở lại. Giống như đêm đen mà bị sẹt một ánh sáng, một ánh sáng, một ánh chớp giữa đêm đen rồi nó sẽ đen lại. Không phải do công phu tu tập, không phải do cái thấy biết, và không quý trọng cái thấy biết. Không có quý trọng, không quý trọng. Cho nên là đời của người tu phải nói là thực sự, nếu chúng ta là cái người mà quyết tu quyết tử, kể từ khi chúng ta gặp đạo lý là mình quyết tu tập, mình quyết thoát ra tất cả những cái vướng mắc của mình, mình dồn hết tất cả những cái tâm lực, những cái công sức gì mà đang có của mình để mình thẳng tiến, để nó làm được cái đà, chúng ta dùng cái từ là cái đà. Thì chúng ta tưởng tượng nha, cái đà của chiếc xe mà đạp thì cái lực chạy tới nó được bao nhiêu? Ít lắm đúng không? Cái đà, cái trớn của một chiếc xe Honda nếu mà chúng ta ngưng nổ máy nó vẫn tiếp tục chạy tới, nhưng cũng không có bao nhiêu. Cái đà của một chiếc xe hơi và cái đà của một toa xe lửa nó khác nhau hoàn toàn. Cái lực của mình phải như một cái đầu toa xe lửa kéo được trên một cái đường ray với một tốc lực thật sự lớn, muốn thắng lợi là rất là khó. Lực nó sẽ đầy ở phía sau để nó dồn mình tới. Thì tất cả những thiện căn thiện nghiệp mình gần như nó được quân đầy ở tất cả những cái khoang ở phía đằng sau đó, chứ không phải là một chút ở ngoài cái tượng ấm này. Thì mới đủ cái lực đẩy mình đi tới con đường thiện nghiệp. Còn không là dễ bị bẻ cua lắm, dễ bị quẹo đầu lắm. Chúng ta không thì cũng dừng ở đó một đời. Có những người tu yên ở trong chùa rồi, và yên rồi thì thôi vậy. Rõ ràng mình thấy là nhiều người ở chỗ yên. Yên nó không phải là chỗ của định, không phải là cảnh giới của thánh, nó là cái yên của phàm. Tức là bây giờ nếu mình sống đây không ai phải rối mình, là tới giờ mình có cơm ăn, là tới giờ mình ngủ mình cũng ngủ, không ai làm gì mình, không ai nói nặng nói nhẹ gì mình, không ai đụng chạm mình. Mình không có phải là đi ngoại giao, không phải là cần phải đối phó, không phải là cần phải lo cơm áo gạo tiền, đúng không? Sống vậy yên trong chùa rồi.
thì tội nghiệp cho cái yên này lắm. Như vậy thì mỗi ngày mình tiếp tục ăn là tiếp tục tiêu phước. Ăn mặc ở đều tiêu phước hết đó, không có yên đâu. Tới một cái lúc cái yên này nó đã hết trong đời của mình. Ai cũng có một cái đoạn để mình hưởng cái phước làm người. Và giai đoạn hưởng phước làm người là chúng ta rất là yên. Nhưng nếu chúng ta đã hưởng hết thì chuyện yên nó không có còn nữa đâu. Một giờ yên cũng không có với chính mình thì chưa biết là cái bất an gì sẽ xảy ra. Rõ ràng là thân này còn đó thì nghiệp báo còn ở đó. Mà mình xài hết cái khúc thiện căn thiện nghiệp rồi á, mà cái khúc mà ác nghiệp nó xảy ra đó, mà công phu chúng ta không đủ để có thể ngăn che nó thì nó sẽ lấn át mình. Và lấn át rồi thì đi đâu về đâu là lúc đó chúng ta không biết đâu. Đừng có ai chủ quan. Ở đây nói để người tu đừng bao giờ chủ quan. Có một ngày yên nên lại Phật, tạ ơn Phật là cho con được những cái ngày tháng, ngày giờ như vậy, là con xin cố gắng, con sẽ giữ gìn thiện căn thiện nghiệp để con tiếp tục được sống yên ổn trong cái chánh pháp. Chứ chủ quan dễ bị lắm. Ở người đời họ nói một câu là sao ngồi không ăn là núi cũng lỡ. Mà nhiều người tu của mình lại rất vào cái trường hợp này, cho nên dễ bị lỡ núi lắm. Không có giữ được mình yên ở khúc cuối. Nhiều chuyện, rất là nhiều chuyện xảy ra. Thật ra là ở cuộc đời này chúng ta không thể dừng cái sự phấn đấu. Đừng bao giờ chủ quan và dừng lại. Nhiều khi tạo được một chút gì cái mình thấy mình ngon, mình an hưởng, dễ bị gọi là người đời thì gọi là chết trong chiến thắng đó. Lúc mà cực khổ thì mình thấy rõ ràng ý chí mình nó rất là lớn, mình có thể vượt qua cái khó gì mình cũng qua được. Và tới hồi mình yên rồi, mình sống trong yên thời gian, cái mất luôn ý chí, đụng chuyện khó gãi cụp xong. Và nhiều người tu của chúng ta rớt vào trường hợp này. Đó, cho nên là đối với tất cả pháp hữu vi, chúng ta phải có một cái nhìn thực sự sâu để mình có thể, ở đây chúng ta dùng cái từ là chúng ta có thể định hướng trong cuộc đời còn lại của mình. Phải nói rõ là chúng ta phải định hướng một cách chuẩn mực. Và khi mà mình định hướng rồi thì mình phải dùng hết tất cả những tâm lực để mình đi. Cứ thế là nhiều người giai đoạn đầu đối với Phật Pháp mình phải dùng cái từ là rất là dũng mãnh, rất là tinh tấn. Và một thời gian nó loãng từ từ, nó loãng từ từ, nó loãng từ từ. Và công phu bắt đầu nó làm sao, không còn giữ yên được nữa. Nói thì nói chơi như vậy, nhưng mà tất cả những cái thời tu chúng ta phải giữ gìn để chúng ta giữ cái phước của mình. Cái thứ hai, trong cái sinh hoạt sống chúng ta phải đủ cái gọi là cái quán chiếu để mình gọi là gì, rơi rụng á, những cái không có cần thiết phải nắm giữ thì đừng có nắm giữ. Đây là cái chuyện rất là thường, đúng không? Nhưng mà đôi lúc những cái chuyện nó thường như vậy đó mà mất công mất sức chúng ta nhiều năm nhiều tháng. Tôi nói ví dụ đơn giản thôi là có một huynh đệ này có cái tánh tình khó chịu. Bây giờ mình sắp nằm gần cái người này rồi là mình ngủ không có được. 3 năm sau vẫn không thay đổi, vẫn ngủ không được khi ở gần người này, tin không? Không, đây là sự thật ở sống chúng biết mà, đúng không? Thưa mấy chị, có không? Nó có những cái chuyện như vậy đó. Có nghĩa là người này rất là khó chịu mà không bao giờ nằm gần được. Ăn cơm mà ngồi ăn chung là xách chén đi chỗ khác, không ngồi ăn chung mâm được. Thực tế nó là như vậy. Cho nên nếu như bây giờ mình khó chịu với người đó mà mình ngồi để uống chung trà, mình ngồi ăn chung bữa cơm, mình cùng ngồi một thời thiền, mình cùng tụng một thời kinh, tất cả những cái thời khóa tu tập mình cùng tu với nhau, xong hết cái thời tu đó là hết những cái chuyện này,
thì chứng tỏ rằng mình có thay đổi, mình có tiến bộ. Nhưng mà mình vẫn giữ nguyên cái thái độ đó, cư xử với nhau trong cuộc sống đó. Tôi thấy rõ ràng là cái thái độ mà nó có một chút hơi bị chênh chênh với nhau để mà nói chuyện với nhau, không nói bình thường được thôi. Tôi gặp rồi, nói chuyện không thể trở lại bình thường như xưa được, hoặc là không thể nói chuyện với người này bình thường như một người bạn thân của mình. Hoàn toàn có thái độ khác biệt. Mà 5 năm, 3 năm vẫn không thay đổi cái đó. Điều đó để chứng tỏ gì? Cái thái độ của mình, gọi là lập trường của mình. Nhưng mà nếu mà nói cho đúng từ ngữ là cái chấp trước kiên cố của mình, chứ không phải là thái độ lập trường. Thì có một cái gì đó mà mình bỏ không được, tức là một sự chấp trước kiên cố rồi. Mà nhiều người không có thay đổi. Thế thì đó được gọi là tu á. Tôi nói là những cái chuyện nó rất là không đáng, mà thậm chí nó còn ngăn trở cái việc tu hành của mình. Nó làm mình không có yên ổn để ngồi thiền như ngày xưa. Bây giờ thử hỏi coi, mình mỗi một lần mà mình ngồi riêng một mình đi, chuyện gì khởi lên nó cũng trôi qua một cách nhẹ nhàng. Cái tự nhiên có một chuyện không có trôi, là có ai đó, có một huynh đệ nào đó nói nặng nói nhẹ gì mình á. Mình cái câu này là mình nghe mình sốc, mình khó chịu. Và bây giờ mình ngồi cứ cái chuyện nó khởi lên là mình khó chịu trở lại, y như là hồi mình mới nghe vậy á. Và nó còn nguyên như vậy, cứ mỗi lần nhớ lại cái câu nói đó là mình khó chịu, nhớ lại cái chuyện đó là mình khó chịu, nhớ câu nói là mình khó chịu, cứ nhớ chuyện đó mình khó chịu, cứ như vậy lặp đi lặp lại cả đời. Có không? Và mấy lần trái đi trái lại nó hết cái chuyện này trong một cái đời tu của mình, nên mình nói thử ơi. Được gọi là tu, được gọi là xả ly một cách thực tế về cái chuyện mà mình khó chịu với cái người kia thôi. Thì cái việc xảy ra bao lâu mình mới xóa hẳn cái nơi tâm của mình. Nghiệm lại đi, để thấy rằng mình thực sự là có xả ly hay là không có xả ly, mình thực sự có tu hay là không có tu. Thì người có tu không bao giờ là cái gì đó, trong kinh gọi là tăng giận bất cách túc, đúng không? Giận người tức là giận không có qua đêm. Và Đức Phật đã nói đã quá rồi đó, tức là Đức Phật đã nhường lắm rồi đó, là không có giận qua đêm rồi. Nhưng mà mình là không có giận chuyện này qua đời. Tới nhắm mắt chưa chắc hết, đừng có nói. Thì điều đó chứng tỏ rằng công phu chúng ta kém. Chúng ta quan sát không có hết, để rồi mình sẽ thấy được mọi chuyện là nó sẽ rơi khỏi mình. Thật ra lần quần tới lần quần lui gì thì cũng dí gì ha. Ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Chúng ta không cách nào thoát khỏi bốn cái này. Đụng cái gì thì cũng là gì? Là mình, đúng không? Mình làm, mình nói, mình nghe, mình thấy, mình ngửi, mình nếm, mình hay, mình dở, mình đúng, mình sai. Mình thương, mình ghét, mình buồn, mình giận, tức là mình. Nếu mình tu khá, trở lại như ban đầu mình tu khá, thì mình thấy buồn, thương, giận, ghét, đúng, sai hay dở là của mình đi. Còn nếu hay hơn nữa thì thấy nó là cái đang bị mình thấy, đang bị mình biết, thì là nó không phải là mình và cũng không phải là của mình luôn. Nếu chúng ta thêm một bước nữa, thì vậy là mình thấy sâu hơn về tứ tướng. Thì mình nói lòng vòng để mà nói lại tứ tướng là một cái gì đó nó phủ trùm trong đời sống, đời tu của chúng ta chưa có thoát ra được. Người nào mà thoát khỏi tứ tướng thì người đó mới được gọi là có trí tuệ. Còn không là chúng ta không có thoát. Đang làm rất là đúng mọi chuyện, đang rất là hứng khởi, đang rất là vui, người nào cũng khen, tự dưng có người không khen. Mà người này mà không khen á hả, mà còn chê mình trước đông người nữa, thì đời này khó quên chuyện này lắm rồi. Xin lỗi chứ không có bỏ qua nổi đâu. Thì dướng như gì cái ngã, đúng không? Ngã là cái gì thì mình vẫn còn chưa biết. Và cái người do đối với mình là nhân, cái chuyện xảy ra là đúng là sai, là hay là dở, là phải là trái, để rồi mình thương hoặc là mình ghét, tức là thọ giả.
Quý vị thử ví dụ một cái chuyện gì mà ngoài tứ tướng này nghe thử một cái. Chúng ta không có ra được tứ tướng. Và điều này trong Kinh Kim Cang nói rất là rõ. Hải độ vô lượng vô số viên chúng hữu tình, mà thật ra không có một chúng sanh thật được diệt độ. Phải độ cho được. Thì bây giờ trước mắt là cái ngã. Để mình lần lần á, trong cái ngã lầm lẫn của mình, mình phải nhận ra đầu tiên là mình nhận cái ngã này không phải là thân, không phải là tâm cái đi. Mà người nào mà nhận ra được cái ngã không phải thân, không phải tâm á, là trong đời sống nhẹ vô cùng. Mà phải cố tỉnh lắm mới nhận ra nổi, chứ không phải nói vậy á, chứ mà chúng ta không có thể nào nhận ra nổi đâu. Đụng cái là mình thế này, mình thế kia liền à. Đúng không? Liên quan tới thân tâm là của mình. Thân tâm này là của mình, là cái người tương đối tỉnh. Nhưng mà đâu có mấy ai thân tâm là của mình, thân tâm là mình hết á. Cho nên là đau răng nhức đầu là cũng tôi đau răng, tôi nhức đầu, chứ không phải cái răng của tôi đau, cái đầu của tôi nhức. Không bao giờ chúng ta đủ bình tĩnh này. Rồi nếu mà công phu hơn nữa thì cái răng đau đang bị mình thấy, đang bị mình biết, nó không phải là mình, là ở tầng rất là cao rồi đó. Ít ra thì người tu chúng ta phải lên tới cái tầng này, để rồi mình thấy mình biết mà mình có ngã có nhơn, nhưng mà không có chúng sanh và không có thọ giả. À, là sao? Như hồi nãy mình nói là căn tiếp xúc với trần, ngay khi đó có cái thức. Mắt thì gọi là có nhãn thức, và có nhãn thức thì thấy cái khác giữa mình, giữa căn và trần. Trong đó có ý căn đang nhận biết là mình khác với mọi thứ. Giờ mình đang ngồi nghe âm thanh đang khác với cái mình. Cái đang nghe nó khác với cái bị nghe rất rõ ràng. Tức là mình đang phân biệt rất rõ ràng cái đang nghe và cái bị nghe. Và khi mà mình lên một cái tầng mà phân biệt rõ ràng cái đang nghe và cái bị nghe bây giờ á, cái âm thanh đang được mình nghe và cái mình đang nghe bây giờ, là mình ở tầng khác hoàn toàn rồi đó. Là mình không dính tới căn trần. Dễ không? Buộc mình phải nghiệm cái chuyện này chứ mình không có nghiệm được đâu, không có thể chấp nhận gật đầu được đâu. Bây giờ rõ ràng là anh này tiếng bên kia, tiếng trước sau đều nghe hết đó. Mình bình tĩnh lại đây, rõ ràng là mình đang nghe mọi âm thanh à. Bây giờ mình đặt câu hỏi cho chính mình ngay tại đây. Cái nghe mọi âm thanh là mình nghe hay là cái gì nghe? Nghe bằng cái gì trước đi, nghe bằng cái gì? Nếu không có lỗ tai là chắc chắn không thể nghe được, có nghĩa là căn đang nhận biết trần. Đúng không? Thì mình bước bước một là căn đang biết trần. Mình đang nghe âm thanh, mình đang nghe âm thanh rõ ràng là mình đang nghe âm thanh, tức là khẳng định có ngã và có nhơn rõ ràng ở đây. Và ngã nhơn đây dừng hay là tiếp tục? À, bây giờ muốn giải quyết tứ tướng là phải giải quyết cái kiểu gì? Nếu dừng ngã và nhơn không á, thì cái khổ và cái vui bên sau nó không có. Không có chúng sanh mà không có thọ giả, và nghe chỉ là nghe dừng ngay tại đây, tức nghĩa là căn và trần đang tiếp xúc, có cái thằng nhãn căn, nhĩ căn đang có mặt để nhận định là cái tiếng đang bị mình nghe, thì rõ ràng là mình thấy mình khác với âm thanh đang bị mình nghe đó. Thử lúc nào mình nghe, mình bây giờ mình đang nghe, mình thử đi, rõ ràng là mình đang ở cái tầng đó. Thì bây giờ nhìn ngay cái đang nghe và cái bị nghe đó. Chúng ta nhìn cái đang nghe và cái bị nghe đó. Thì nhìn một hồi, nhìn đủ lâu, thì mình sẽ xảy ra một cái điều là gì? Cái bị mình nghe không phải là mình. Đúng không? Thì rõ ràng là âm thanh bên ngoài mình đang nghe nó không phải là mình. Chưa nói tới cái tầng sâu mà đang bước từng bước rất là nhẹ nhàng nha. Cái bị mình nghe, cái bị mình thấy, cái bị mình biết không phải là mình. Thì bây giờ lên tầng nữa, cái bị mình biết không phải là mình. Cái bị mình biết là gì? Mình đang biết cái nghe và cái bị nghe nó có mặt, đúng không? Bây giờ mình thử lắng tâm rồi, rõ ràng là có âm thanh và có cái nghe, hai cái nó khác à. Cái nghe đang nghe âm thanh, đúng không?
thì mình đủ cái lắng tâm để mình thấy được hai cái này, là hiện tại đang có cái nghe và cái bị nghe, đúng không? Rồi chúng ta lên một cái tầng nữa rồi đó, nhẹ 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 bước lên, lắng tâm thử đi. Thì có âm thanh tôi đang nói liên tục này là cái đang bị quý vị nghe nè. Thì quý vị có cái đang nghe để nghe cái âm thanh. Tức là bây giờ chúng ta đang ở cái tầng là cái nghe và cái bị nghe đang bị biết, đang bị mình biết. Biết không? Biết hết hai cái này hay không mới là vấn đề. Nếu bây giờ ngay tại đây mà chúng ta biết được cái đang nghe và cái bị nghe đang hiện ở đây, mình đừng có lý luận xa nha, mình đang nói chuyện rất là gần, rất là thật, là cái đang nghe và cái bị nghe đang hiện ở đây thôi. Đủ cái lắng động để thấy tới đó không có đã. Và khi chúng ta lắng động thấy được tới đây rồi á, ít lắm là mình phải thấy được chuyện này chứ, nói chuyện chô tu mà cái chuyện đang xảy ra hiện thực này mà mình không thấy thì mình không biết mình tu cái gì luôn á. Đó thì vậy là lắng tâm để thấy cái đang nghe và cái đang bị nghe đang hiện ra nè. Nếu mình mở mắt thì cái thấy và cái bị thấy đang hiện nè. Cái đang nghe và cái bị nghe đang hiện là cái đang bị mình thấy, đang bị mình biết. Đúng không? Nếu như chúng ta vẫn còn ở tầng dưới là tôi nghe, thì tôi tiếng nghe tốt, tiếng nghe xấu, tiếng nghe hay, tiếng nghe dở là tôi so sánh. Đúng không? Bây giờ tôi bước một bước là tôi vừa thấy được cái nghe và cái bị nghe á, thì cái so sánh phân biệt đúng sai hay dở trên cái ngôn ngữ lời nói âm thanh nó sẽ tự động nó đi đâu rồi đó. Nó tự động nó biến mất mà mình không có chấp rằng cái tiếng đó là tốt, tiếng xấu, tiếng hay, tiếng dở, tiếng gì gì nữa, là mình không còn bị dính vô đó nữa rồi đó. Đúng chưa? Bây giờ bước lên một bước nữa là cái gì đang bị mình thấy, đang bị mình biết nó không phải là mình. Thì có nghĩa là lúc này là gì? Căn và trần không dính tới mình luôn. Nếu tới đây thì quý vị sẽ thấy là một chân trời khác hoàn toàn. Đây là một cái chuyện rất thực. Ít lắm là mình phải tự chiêm nghiệm để mình tới vị trí này, để mình thấy rõ ràng mọi cái hiện tượng xảy ra, âm thanh, hình, sắc, mùi, vị, tất cả mọi thứ đều được mình thấy, đều được mình biết. Đúng không? Mà không phải biết âm thanh nữa, mà cái nghe âm thanh mình cũng thấy. Không phải cái thấy hình sắc nữa, mà cái không phải cái hình sắc bị mình thấy, mà cái đang thấy hình sắc vẫn bị mình thấy. Đó, mình phải đối diện với lục căn như vậy một cách tường tận, chứ không có lầm lẫn được. Nếu mình nhầm lẫn ngay nơi lục căn thì đừng có nói đi sâu vô công phu. Đây là cửa ngõ để đi vào tâm linh. Mà bây giờ mình nghiệm hỏi tới đây không? Chưa chắc là ngay đây chúng ta có thể thấy rõ cái đang nghe, cái bị nghe hiện ra. Y như là chúng ta đang thấy hai người nha, mới đúng nha. Còn bây giờ chỉ là tiếng chét 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 đó thôi, có nghĩa là mình đang nghe âm thanh. Mà cái đang nghe âm thanh chúng ta không thấy nó, hiểu không? Bây giờ chúng ta nhìn thấy cái hình sắc thì rõ ràng là hình sắc là cái bị mình thấy, nhưng mà cái thấy hình sắc là chúng ta chưa có nhận ra nổi nó, có nghĩa là không nhận một lượt hai tướng. Ngã nhân không được chúng ta thấy một lượt. Mà ngã nhân không được thấy một lượt có nghĩa là chúng ta còn thấy một bên, còn thấy một chiều, là chắc chắn chúng ta sẽ bị vướng mắc. Muốn thoát ra là phải thấy được cả hai. Làm nó không? Ít lắm là mình cũng phải có một bước gì đó ở đây chứ, căn trần mà mình không thoát ra được thì làm gì tu. Đó. Mà đây là chuyện mà tôi gần như là tôi nói đi nói lại rất nhiều lần. Để chi? Để quý vị có thể huân tập được cái nhìn này thực tế trong cái sinh hoạt đời sống đời thường của mình. Mọi chuyện xảy ra nơi thân tâm đều là cái bị mình thấy, bị mình biết dùm đi. Thì cái bị mình thấy cái đó không phải là mình. Cái bị mình biết cái đó không phải là mình. Mình chưa có giải quyết cái phần sau mình là ai. Nhưng mà mình phải tách cái này ra cho kỳ được cái đó. Nếu quý vị lầm lẫn tôi thấy là cả như thua.
Tôi thấy có nghĩa là tôi suy nghĩ là tôi có một gia triết gia nào đó không biết, mà được người ta khen tặng. Tôi nói gặp tôi thưởng cho 30 gậy. Tôi suy nghĩ tức là tôi. Mà câu nói nó được như là cái nhân triết gia đâu ở Tây Phương mà được thế giới Đông Phương của mình hay nói. Rồi là trong đạo cũng đem ra khen. Tôi nói khen cái gì? Nó đang nhầm lẫn. Nó suy nghĩ là nó. Cái suy nghĩ có phải là tôi không? Suy nghĩ đang bị tôi thấy, đang bị tôi biết, nó đâu phải là tôi đâu. Đơn giản như vậy đi, là đã thấy nó ở đâu rồi. Và nếu như người tu của mình mà không có thoát ra như vậy thì mình công phu với ai? Gọi là mình chưa có tu. Mình vẫn trộn lẫn phàm trần. Phải dùng cái từ như vậy. Bây giờ mình muốn thoát ra khỏi phàm trần là mình phải tách bạch giữa phàm trần và cái mà không có dính với phàm trần ra cái đi. Cái đang biết nó không dính với phàm trần. Phàm trần là cái đang bị thấy, đang bị biết. Giờ mình tu mình muốn hòa trộn với phàm trần hay là muốn thoát ra đây? Đơn giản là mình phải đặt lại câu hỏi này với chính mình và mình phải quyết liệt để làm. Ít rồi quý vị phải tới đây giùm tôi một cái đi, món quà cuối năm tặng nhau. Giờ tới Tết ai làm được thưởng. Thấy rõ ràng nha. Bây giờ hình sắc đang bị mình thấy là chuyện quá dễ rồi, đúng không? Cái đang thấy hình sắc, mình phải thấy nó như là mình thấy hình sắc. Có nghĩa là nó là hai thằng rất rõ ràng nha, chứ không phải là một. Thì mình không thể trộn lẫn cái đang thấy và cái bị thấy là hai, đúng không? Ai cũng có thể chấp nhận. Nhưng cái đang thấy là cái gì? Cái đang thấy là cái gì? Buộc mình phải thấy, phải biết nó một cách rõ ràng, tường tận cái đó. Chứ giờ nữa là tôi đang thấy hình sắc, nhưng mà cái đang thấy là cái gì? Mình phải gọi là lập công án cái đang thấy là cái gì. Đúng không? Mình phải quyết định sẽ thấy được cái đang thấy, thấy được cái đang nghe, thấy được cái đang ngửi, thấy được cái đang nếm của chính mình, thấy được cái đang xúc chạm, thấy được cái duyên, cái pháp trần rất rõ ràng xảy ra nơi tâm. Thì vậy là căn và trần được mình thấy rõ mới nói tới cái chuyện công phu sâu hơn. Còn nếu mà giữa căn và trần không minh bạch thì đừng có đi sâu vào công phu. Và ngay căn trần này là có thức. Thức này nó luôn luôn có mặt ở ngay nơi căn, tiếp xúc với trần không trước không sau, gần như xuất hiện một lượt. Chỉ vậy là vì mình đang thấy, và rõ ràng là cái thấy hiện tại này, hình sắc đang hiện ra trong cái thấy biết rõ ràng, âm thanh đang hiện ra trong cái nghe rõ ràng của mình, giữa hình sắc và âm thanh được mình nghe, được mình biết một lượt, đó là cái chuyện phức tạp hơn nữa. Mới mốt mình nói là nữa, cái lục căn của mình nó chỉ sức nguồn từ cái biết duy nhất, thì cái đó là cái bước sau. Nhưng mà cái bước hiện tại bây giờ mình rất cần là quý vị sẽ bước cho tôi một bước là phải nhìn rõ được cái đang thấy và cái bị thấy, cái đang nghe và cái bị nghe. Không làm được cái này thì mình đi tu là hơi bị gọi là lù mù. Không rõ ràng căn trần là tu mù. Phải nói một câu như vậy, đừng có nói thần thoại gì với tôi mới con lắm. Cho nên mình niệm Phật hay là mình niệm chú mà căn trần mình không rành thì coi chừng là chúng ta sẽ bị nhầm lẫn, đi sâu vào công phu bị nhầm lẫn. Niệm Phật thì ai niệm? Thấy rõ cái người đang niệm và cái câu niệm đi, được gọi là thấy rõ căn trần, đúng không? Thấy rõ cái pháp đang tu và người dụng pháp tu. Nếu mà dụng cái pháp niệm Phật hoặc là dụng cái pháp trì chú thì rõ ràng là cái tay tôi bắt ấn, tôi thấy cái ấn, và cái câu tôi niệm chú, tôi thấy câu thần chú được xuất nguồn từ đâu. Thì nó là một cái chuyện hoàn toàn khác à. Chứ bắt ấn trì chú là chuyện bình thường, niệm cái câu niệm Phật là cái câu bình thường. Ai cũng có thể làm được, nhưng người có tu thì họ thấy khác hơn là cái người niệm Phật là ai. Và thấy rõ cái hiện niệm đang hiện nơi tâm của mình. Phải thấy rất rõ chứ không có thấy cái câu niệm bên ngoài. Thì được rồi là chúng ta có công phu. Thì ít lắm là khi nhập đạo là chúng ta phải thấu thoát, minh bạch tường tận về căn trần và thức. Không ai bỏ qua bước này mà đi sâu vào công phu được, thưa quý vị.
Nên nhớ như vậy, nếu mà muốn tu, nếu chúng ta muốn tu, nói lòng vòng để trở lại cái chuyện mà tu của mình, nếu chúng ta thật sự muốn tu thì phải đem hết cái tâm lực của mình ra để mình nhìn cho rõ cái thấy và cái bị thấy. Cái bị thấy thì dễ rồi, nhưng mà cái đang thấy, cái bị nghe là dễ rồi, nhưng mà cái đang nghe, cái đang nghe và cái bị nghe là hai cái rõ ràng, không phải là một. Một là lên tới một cái tầng kinh khủng lắm nó mới thành một. Một là cái gì đó thì vượt ngoài tâm thức đi rồi hả nói. Còn bây giờ còn đang ở trong thức thì phải biện biệt một cách tường tận rõ ràng giùm đi. Chúng ta ít lắm cũng phải có chút gì đó của riêng mình. Cái này là không phải có Phật tổ dạy đâu, tôi gợi ý để quý vị thấy bằng cái thấy của riêng quý vị. Một ngày nào đó bị à ra cái thấy và cái vị thấy, đừng nói tâm tôi yên, tâm tôi thế này thế kia, thân tôi mất cái gì đó, là chuyện xảy ra trong ảo tưởng. Mình nghe đâu đó rồi bây giờ mình lặp lại, mình sống lại ký ức đó, mình nói thôi. Nhưng mà thực tế giờ cái nghe và cái vị nghe mình thấy nổi không? Đây là chuyện rất là thật á. Và nếu như hai cái này mà chúng ta không thấy rõ thì công phu đi đâu về đâu. Đây mới là mở cửa tâm linh. Phải nói một câu vậy đó. Đấy là chìa khóa để mở cửa tâm linh, để bước vào cảnh giới tâm linh sâu hơn thì căn trần và thức quý vị phải tường tận, phải minh bạch, phải chuẩn mực. Không bỏ qua bước này. Bước này là bước không được quyền bỏ ra khi đi vào công phu. Ai bỏ qua bước này mà nói tôi được cái này, tôi được cái kia, tôi được cái nọ, xin lỗi quý vị à. Được cái ảo tưởng, ảo giác thôi, không được cái gì đâu. Nhớ. Bây giờ tới Tết làm được. Từ đây tới gì đó mùng 8 tháng 12 cái lễ mà gọi là tạ pháp, rồi đứng lên trình kiến giải về cái chuyện cái thấy à, tôi thấy rõ ràng cái đang thấy và cái bị thấy. Tôi thấy rõ ràng cái nghe và cái bị nghe. Và nghi khi thấy rõ thì tôi không có dính cái gì. Thấy được hai cái bảo đảm cái gì không dính. Mà không thấy được hai cái thì đừng có nói là tôi thoát. Dù là cái gì xảy ra nơi tâm, dù là cảnh giới không không gì đó cũng không giải quyết được cái gì đâu. Muốn giải quyết được phải mở cửa này cái nó đi vào. Đây là chìa khóa. Chìa khóa. Hôm nay giao cho cái chìa khóa rồi, tự mỗi người mở cửa tâm linh mà bước vào. Thì hy vọng là bây giờ tới cuối năm còn không có lâu nữa, để hết 2023 tất cả những người nghe đều bước vào cửa ngõ tâm linh cho kỳ được. Đúng không? Chúng ta làm như vậy thì mới hy vọng nói chuyện tu hành gì nữa, chứ còn không thì khó. Thôi bữa nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ nha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ. Phật đạo.